chương 4160, vô sỉ. Đặc điểm của khô lâu binh là không sợ sinh tử, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng khuyết điểm là ngu xuẩn, chỉ biết tiến công, ngược lại đập nát thì đập nát, vào ban đêm ngày thứ hai, chúng sẽ khôi phục như ban đầu. Phòng ngự của đám khô lâu binh siêu yếu, có thể nói là rất cặn bã. Thời điểm đối mặt với trận pháp, chúng đặc biệt ngây ngô và buồn cười, chúng không hề phòng bị tia sáng đánh chúng, ba ba ba, mấy con khô lâu bị tia sánh đáng nổ tung. Trận pháp của Lăng Hàn này có thể đánh ra 36 cột sáng, chỉ bắn phá một vòng đã tiêu diệt hơn trăm con khô lâu binh, hiệu suất rất cao. Lúc này Lăng Hàn có thể rảnh tay chuẩn bị ăn cơm, bích tiêu công chúa di động chung quanh, nàng chỉ cần tiêu diệt những con cá lọt lưới là đủ, cường độ chiến đấu như vậy hoàn toàn nằm trong năng lực của nàng. Đương nhiên lục hoa không hiện thân, nàng vừa xuất hiện sẽ hấp dẫn rất nhiều khô lâu binh, gia tăng gánh nặng thật lớn, dù sao uy lực trận pháp bất phàm, nhưng phạm vi tia sáng bắn phá lại có hạn, mỗi giây mới hoàn thành một vòng bắn cho dù như vậy so sánh hai bên với nhau cảnh tượng trái ngược như băng và hỏa đám người lăng hàn dễ dàng tiêu diệt khô lâu lại còn dư thời gian chuẩn bị cơm tối bên kia lại lâm vào khổ chiến những người còn lại nhất định phải nắm chắc thời gian ăn đan dược khôi phục bí lực nào có tâm tình và thời gian làm việc khác đây chính là tác dụng của trận sư sao không ít người đã hối hận sớm biết như vậy nên tổ đội với lăng hàn khó trách hắn tràn ngập tự tin như vậy không phải hắn quá kiêu ngạo, mà là trận sư thực sự siêu phàm. Kỳ thật Lăng Hàn còn có biện pháp khác chống cự đám khô lâu binh, đó chính là sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, chỉ cần đế binh tương lai bộc phát hỗn độn khí, có bộ thi hài nào có thể vượt qua hay không. Nhưng bây giờ có quá nhiều người ngoài, Lăng Hàn sẽ không lộ bí mật hỗn độn cực lôi tháp ra ngoài. Đến, ăn cơm, Lăng Hàn đã chuẩn bị xong thức ăn, cũng đưa cho Lục Hoa cùng Bích Tiêu công chúa. Lục Hoa lập tức hiện thân, ăn cơm chính là một trong những ưa thích lớn nhất trong đời nàng lục Hoa vừa hiện thân đám khô lâu binh chung quanh điên cuồng chúng lao tới như thủy triều bích tiêu công chúa luống cuống tay chân mặc dù nàng cũng là thiên tài nhất tinh nhưng dù sao vẫn chưa bước vào chúc thiên cơ lăng hàn cười một tiếng hắn tụy ý điểm ra một chỉ độ tiên chỉ đánh ra trong đó còn kèm hơn năng lượng thiên đạo hỏa uy lực phá hoại của chỉ kình rất mạnh ba 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 một đạo chỉ kình đánh nát mười mấy con khô lâu đến ăn đi không cần phải để ý đến, hắn nói, mười ngón tay tung bay, một đạo khí kình đánh ra, mặc cho người có bao nhiêu khô lâu binh sông tới, hắn đều có thể ngăn lại dễ dàng. Dù sao hắn còn có trận pháp trợ giúp, Bích Tiêu công chúa cũng bắt đầu ăn cơm, đối với võ giả tiên đồ, lại không có nhu cầu ăn uống quá cao, nhưng nếu bị cảm giác đói bụng quanh quẩn, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Nhìn thấy ba người thoải mái như vậy, một đoàn người Kim Cảnh Thiên có cảm giác nổi điên. Như vậy thì quá mức các ngươi đến cắm trại dã ngoại hay sao? Đi, chúng ta đi qua. Kim Cảnh Thiên đã có quyết định, đúng, lợi dụng trận pháp trợ giúp, chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Những người khác đều gật đầu, đám người chậm rãi đi về phía Lăng Hàn, tốc độ không thể quá nhanh, một khi loạn trận cước, bọn họ sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng bày trận địa ngăn cản Khô Lâu binh công kích và đón Khô Lâu binh công kích, lại giết ra một con đường máu, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, độ khó không cùng một cấp bậc. Bởi vậy bọn họ tiến lên khó khăn, bỏ ra gần 20 phút mới đi tới gần ba người lăng hàn. Chi chi chi, nhưng trận pháp không phân chia người hay khô lâu binh, kẻ nào xông vào đều bị bắn. Những người kia hóa giải vô cùng chật vật, nhưng dù sao nhiều người vẫn có kẻ xông vào trong. Hơn nữa, bọn họ chia sẻ một bộ phận chiến lực, khô lâu binh có thể xông qua trận pháp cũng tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn lập tức giận dữ, đám người kia quá ích kỷ. Quốc ra ngoài cho ta, hắn quát, cũng phát động công kích vào đám người kim cảnh thiên lăng hàn người thật ích kỷ đối mặt hiểm quan không đồng lòng hiệp lực cùng vượt qua còn muốn phát động công kích nhắm vào chúng ta kim cảnh thiên đánh đòn phủ đầu hắn lập tức trách mắng lăng hàn tất cả mọi người gật đầu rõ ràng ngươi có năng lực trợ giúp mọi người hơn nữa người đã bố trí xong trận pháp lại không cần hao phí tinh lực gì cả nếu đã không lãng phí tại sao không giúp đỡ bọn họ quá keo kiệt quá ích kỷ rốt cuộc là ai ích kỷ lăng hàn có lý do trợ giúp bọn họ hay sao không thân lại chẳng quen thời điểm hắn bố trí trận pháp tại sao không thấy đám người này giúp đỡ a à, hiện tại hắn bố trí xong trận pháp những người này nhìn thấy có tiện nghi liền chiếm không ngừng lao tới như ruồi bu mật lại còn làm ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt phi có thể đừng vô sỉ như vậy hay không lăng hàn hừ một tiếng nếu các ngươi không cút ta sẽ giết đến khi các ngươi sợ hãi oanh hắn vận dụng chiến thần tam thức Lực lượng thiên địa lấy hắn làm trung tâm, hơn nữa còn cung cấp lực lượng vô cùng vô tận, nhưng lực lượng như vậy không phải giúp hắn tu luyện, chúng chỉ dừng lại trong cơ thể lăng hàn một thời gian ngắn, sau đó đã bộc phát toàn bộ. Cũng không chỉ có lực lượng của hắn bộc phát, còn có lực lượng thiên địa lượng tăng thêm, lực lượng cực kỳ to lớn. Lập tức, bóng người bay đầy trời. A, à, có người kêu la thảm thiết và rơi vào trong đại quân khô lâu, đám khô lâu sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp dùng lưỡi đao băng lãnh chém xuống chỉ trong thời gian ngắn đã chết năm người lăng hàn người quá phát rồ kim cảnh thiên nổi giận gầm lên lăng hàn chỉ cười lạnh hắn có nghĩa vụ bảo vệ người khác sao hoàn toàn không có hơn nữa đây là bí cảnh đoạt bảo tất cả mọi người đều cạnh tranh một chút cơ duyên nếu đã có quan hệ cạnh tranh với nhau hắn đã sáng tỏ biểu thị sẽ không tổ đội các người muốn dính hào quang của hắn bị hắn cự tuyệt lại còn tự tiện tới gần chẳng lẽ hắn dễ bị chiếm tiện nghi như vậy sao hắn lại vận dụng thức thứ hai trong chiến thần tam thức, lực lượng đáng sợ bộc phát, ba ba ba, lúc này lại có bóng người bay tán loạn như thiên nữ tán hoa. Lại có tiếng kêu la thảm thiết, lần này có ba người bị khô lâu đánh chết. Lăng Hàn, người thật quá mức, giết hắn, tất cả mọi người đỏ mắt, bọn họ tấn công Lăng Hàn. Kỳ thật bọn họ không đến vẫn có thể ngăn cản đám khô lâu binh vây công, nhưng làm thế sẽ tiêu hao rất lớn, hết lần này tới lần khác bọn họ muốn chiếm tiện nghi, kết quả tiện nghi chưa chiếm được, bọn họ đã tổn thất nặng nề. Ánh mắt lang hàn lạnh như băng, hắn rất chán ghét đám người trước mặt. Tức chết bảo bảo, lục hoa tức giận, nàng cũng tấn công đám người kia. Nàng chính là tiên thiên thần thể, chiến lực của nàng vô cùng cường đại, mấu chốt là nàng có thể trốn vào hư không, không có công kích nào đánh chúng nàng, đây là việc làm người ta phải im lặng. Chỉ có thực lực bích tiêu công chúa yếu nhất, nàng đã mặc chiến giáp, lại gia tăng lực phòng ngự, từ đó tránh cho lang hàn thêm phiền. Nhưng đám người nơi đây đều là nhân tinh, bọn họ lập tức nhìn thấy nhược điểm. Bắt lấy nữ nhân này, Kim Cảnh Thiên nói, bắt bích tiêu công chúa là có thể uy hiếp lăng hàn. chương 4161, vận dụng tất cả át chủ bài. Hèn hạ, bích tiêu công chúa mắng một câu, lăng hàn vẫn bình thản. Đây là bản tính của bọn họ, tính cách rất ác liệt. Hắn sốt qua mấy kỷ nguyên trong nguyên thế giới, hắn có thể không hiểu rõ lòng người hay sao. Hắn đã gặp quá nhiều tính cách ác liệt hơn thế, giết là xong, hắn vừa che chở bích tiêu công chúa, vừa xuất thủ tấn công, thay phiên sử dụng thiên đạo hỏa và năng lượng hủy diệt, lực công kích của hắn cuồng bạo vô song, không ai dám đón đỡ. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, hiện tại là ba phe nhân mã, ba người lăng hàn, đoàn đội kim cảnh thiên và khô lâu binh, ba bên đều ở trạng thái thủ địch lẫn nhau. Nhưng dù sao đám người lăng hàn và kim cảnh thiên đều có trí tuệ, gặp được nguy hiểm, bọn họ sẽ từ bỏ chiến đấu với nhau trước, chuyên tâm đối phó khô lâu binh sau đó mới có thể nhắm vào nhau trận pháp cũng phát huy cột sáng bay khắp nơi giống như một sân khấu muôn màu muôn sắc thời gian không ngừng trôi qua rốt cuộc đám người kim cảnh thiên không chịu nổi phải đồng thời đối mặt công kích với lăng hàn và khô lâu binh việc này còn nguy hiểm hơn chỉ đối mặt với khô lâu binh rút lui rút lui rút lui kim cảnh thiên phát ra hiệu lệnh mọi người vội vàng rút lui ra khỏi trận pháp một lần nữa kết thành đội hình ngăn cản khô lâu binh công kích bọn họ vẫn còn sợ hãi cũng khiếp sợ chiến lực của lăng hàn có ai nghĩ tới một tên trận sư lại có sức chiến đấu đáng sợ như thế đánh những người bọn họ không còn tính tình đương nhiên việc này cũng có quan hệ với hoàn cảnh nhiều khô lâu binh tham gia náo nhiệt như thế từ đó cũng phân hóa rất nhiều chiến lược của bọn họ chờ trời vừa sáng nhất định phải giết người này kim cảnh thiên lạnh lùng nói một câu đúng thế mọi người đều gật đầu theo bọn họ nghĩ lăng hàn thật ghê tởm rõ ràng có trận pháp chống cự đại quân khô lâu lại cố tình cự tuyệt bọn họ ra bên ngoài còn làm hại bọn họ chết không ít người Bọn họ là ai? Có người nào không phải truyền nhân ưu tú của đại giáo, cho dù không phải đỉnh cấp nhưng cũng là số một số hai, một tên thổ dân lại dám làm hại bọn họ. Đúng là chán sống mà, chờ lấy, rốt cuộc đêm dài qua đi, khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, tất cả khô lâu binh mất đi lực lượng, toàn bộ bọn chúng đều ngã xuống đất. Lúc này, đám người kim cảnh thiên đồng loạt xông tới bao vây đám người lăng hàn. Các người còn chưa tiếp thu giáo huấn, lăng hàn nhìn lướt qua đám người này, sát khí bộc phát, Hừ, lần này không có đám binh tôm tướng cua giúp đỡ ngươi, hơn nữa, chúng ta cũng không ngốc bước vào trận pháp. Kim Cảnh Thiên thản nhiên nói ra, hắn thấy, chiến lược lăng hàn đúng là bất phàm, nhưng uy hiếp chân chính lại đến từ trận pháp. Cho nên, chỉ cần không bước vào trong trận pháp, chiến lực của lăng hàn sẽ giảm đi một nửa. Các ngươi lưu lại đây, lăng hàn nói với bích tiêu công chúa cùng lục oa hắn lại bước ra khỏi trận pháp. a à, đám người Kim Cảnh Thiên sướng sờ, đã xảy ra chuyện gì, Lăng Hàn lại tự mình đi ra. Người ở trong trận, chúng ta còn có vài phần kiêng kỵ, chỉ tiến hành công kích từ xa, nhưng người đi ra ngoài, chúng ta cần kiêng kỵ hay sao? Đúng là muốn chết, Kim Cảnh Thiên lạnh lùng nói một câu, cùng tiến lên, xử lý hắn, tất cả mọi người đằng đằng sát khí. Lăng Hàn lắc đầu, một đám gà đất chó kiểng, tiến các ngươi lên đường, tránh làm ô nhiễm mắt ta. Cuồng vọng, nhìn thấy Lăng Hàn càng đi càng gần, hắn đã rời xa trận pháp, nội tâm Kim Cảnh Thiên càng ngày càng chắc chắn, hắn thấy, Lăng Hàn đã là người chết. Giết, những người kia hét lớn, cùng sông lên tấn công Lăng Hàn. Mặc cho người thiên tài như thế nào, bọn họ có hơn 30 người, hơn nữa không thiếu thiên tài chúc cực cơ, một người suốt một chiêu là có thể đánh ngươi nằm xuống đất. Kim Cảnh Thiên cũng cảm thấy Lăng Hàn đang tự tìm cái chết, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Hàn nào có cơ hội lật bàn. Lăng Hàn cười nhạt, hắn vận dụng tiên đạo cơ thạch của mình. Ân, tiên đạo cơ thạch, tất cả mọi người xứng sờ, người có ý gì? Ngươi cho rằng chính mình là trúc cực cơ, có thể dùng tiên đạo cơ thạch tiến hành uy hiếp sao? Quá ngây thơ rồi, nơi này không thiếu cường giả trúc cực cơ. Ông, khí thế đáng sợ bộc phát, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, cảm giác ngạt thở bao phủ tâm thần bọn họ. Không thể động đậy, cảm giác giống như bị thiên địa áp chế, nếu như muốn bước lên phía trước một bước, bọn họ có cảm giác tiên đạo cơ thạch của mình sẽ vỡ nát. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì tiên đạo cơ thạch kia hay sao? Tất cả mọi người đều ngừng bước, cũng không muốn tiền đạo cơ thạch của mình vỡ nát một cách khó hiểu, cho dù chỉ là khả năng. Không giống, thật sự không giống. Mọi người nhìn chằm chằm vào tiên đạo cơ thạch của Lăng Hàn, hoa văn trên đó khác với hoa văn trên tiên đạo cơ thạch của bọn họ, nó tỏa ra khí tức viễn cổ, dường như đã trường tồn với thế gian. Tại sao lại có tiên đạo cơ thạch khủng bố như vậy? Lăng Hàn đã vận dụng tiên đạo cơ thạch của mình, như vậy hắn đã có quyết tâm phải tiêu diệt tất cả đám người này. Ông, hỗn độn cực lôi tháp xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, hỗn độn khí xuất hiện, nó có thể trấn áp thiên địa, cũng trấn áp đám người chung quanh. Đây là pháp khí gì? Tây roi tam tinh của ta đang run rẩy, dường như gặp đế vương trong pháp khí. Trời ơi, đầu tiên là tiên đạo cơ thạch có lực lượng trấn áp, sau đó lại có bảo tháp kinh khủng, rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch gì? Vùng đất lạc hậu, ta nhổ vào, nơi này đâu phải vùng đất lạc hậu, vùng đất lạc hậu làm sao có thể sinh ra thiên tài như thế, thai ngén ra bảo vật như vậy. Tất cả mọi người kinh hãi, cho dù là tiên đạo cơ thạch của Lăng Hàn hay hỗn độn cực lôi tháp, tất cả đều làm bọn họ sợ hãi, đây là nghiền ép trên cấp độ. Kim Cảnh Thiên lại hừ một tiếng, nói: "Vội cái gì, chúng ta có hơn 30 người, hơn nữa, các ngươi nghĩ xem, hắn không chỉ có bảo vật, phải là công pháp cấp bậc gì mới có thể tu thành tiên đạo cơ thạch như thế?" Đôi mắt mọi người sáng lên, ánh mắt bọn họ đã bị tham lam bao phủ. Hỗn độn cực lôi tháp chỉ có một người chiếm được, nhưng Lăng Hàn dựa vào công pháp tu hành ra tiên đạo cơ thạch, như vậy chỉ cần mình thu thành môn công pháp này, chẳng phải rất châu bò hay sao. Tiên đạo cơ thạch vừa ra, ai dám tranh phong. Kim Cảnh Thiên nói đúng, bọn họ có hơn 30 người, vừa vận nhân cơ hội này bắt lấy Lăng Hàn, nếu không một đấu một, bọn họ làm gì có phần thắng. Nghĩ như thế, bọn họ đều bộc phát chiến ý đáng sợ, hoàn toàn bị tham lam che phủ tâm trí. Lăng Hàn lắc đầu, sắp chết đến nơi còn động tham nghiệp, đúng là ngu không ai bằng. Hắn tiến lên thật nhanh, Tiên đạo cơ thạch và hỗn độn cực lôi tháp đồng thời phát huy hai tồn tại vô thượng bộc phát huy thế một chân áp người một chân áp khí song trọng áp bách như vậy cho dù giới hạn cảnh giới chỉ có thể phát huy ra uy áp trúc cơ nhưng bọn họ cũng chỉ là trúc cơ sắc mặt mọi người khó coi bọn họ rất khó ngưng tụ chiến lược bản thân cho dù thiên kiêu như kim cảnh thiên cũng chỉ có thể vận dụng một phần ba chiến lược mà thôi quả thật là muốn mạng bọn họ mà chương bốn nghìn một trăm sáu mươi hai chiến lược vô song tiên đạo cơ thạch trí cao, đế binh tương lai chấn áp tất cả, cả hai cùng xuất hiện, có chút cơ cảnh nào ngăn cản nổi. Thân thể bọn họ run rẩy, bọn họ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn, bọn họ làm sao hoàn thủ trong trạng thái như vậy. Kim cảnh thiên hét lớn một tiếng, cũng tấn công lăng hàn, hắn là người thống lĩnh tổ chức liên minh lâm thời này, hiện tại cũng phải là người đầu tiên xông lên, bằng không chi đội ngũ này cũng xong đời. Hắn cầm kiếm trong tay, bước chân điểm nhẹ, thân thể phá không lao đi. Đáng tiếc là, hắn bị tiên đạo cơ thạch của lăng hàn áp chế, mười thành chiến lực không phát huy ra nổi ba thành, kiếm trong tay hắn là pháp khí, sau khi bị đế binh áp chế cũng không thể phát huy ra uy lực, chỉ có thể nhìn được nhưng không dùng được. Như vậy kim cảnh thiên có thể bộc phát chiến lực thế nào? Lăng hàn nghênh đón, song quyền oanh kích, ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự của kim cảnh thiên, hắn nện mười mấy quyền vào người đối phương. Hắn cũng không thèm nhìn kim cảnh thiên lần nào nữa, hắn lại lao về phía những người khác. Âm, âm, Um, hắn xuất quyền, xuất chảo, xuất cước, mỗi người đều bị hắn đánh bay, không có người nào là ngoại lệ. Một người còn chưa rơi xuống, người thứ hai đã bay lên. Lúc này bóng người bay đầy trời. Kim cảnh thiên chậm rãi quay người lại, bởi vì động tác này làm thân thể hắn phân giải, hóa thành một đống thịt nhão và xương vỡ. Vừa rồi lăng hàn công kích mười mấy quyền, cũng phá vỡ thân thể của hắn. Dù sao hắn cũng là thiên tài trúc cực cơ, khí tức thật dài. Lúc này mới không chết ngay lập tức, hắn vừa hành động thì thân thể vỡ ra. Càng kinh hãi hơn chính là, đây chính là kim cảnh thiên đấy, là người mạnh nhất trong bọn họ, người mạnh nhất cũng phải chết, những người khác làm gì còn dũng khí đấu với Lăng Hàn. Còn lại hơn 20 người, bọn họ đã mất đi dũng khí chiến đấu. Nhưng nơi này chính là cổ chiến trường, ai có thể chạy nhanh. Sát khí trong không khí như đau, tùy tiện là có thể cắt vỡ làn da, xé rách thân thể. Xeo, Lăng Hàn đại khai sát giới, hỗn độn khí bao trùm, hắn hoàn toàn có thể không nhìn sát khí, có thể phát huy tốc độ đến cực hạn. Dù sao, bí cảnh này do thánh nhân xây dựng, có thể áp chế hoàn mỹ đa số người, nhưng hỗn độn cực lôi tháp lại là đế binh hình thức ban đầu, nó dễ dàng bảo vệ một người. Nếu không, đế binh chân thật xuất hiện, nó chỉ cần hơi lắc lư cũng có thể phá hủy bí cảnh. Một bên chỉ có thể phát huy tốc độ 1 phần 3 vận tốc âm thanh, một bên có tốc độ gấp 20 lần vận tốc âm thanh, người nào có thể bỏ chạy? Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, Lăng Hàn vận dụng toàn bộ chiến lực quyền trái là thiên đạo hỏa, quyền phải là năng lượng hủy diệt, hắn nắm giữ hai loại năng lượng tầng thứ cao này không sâu, chỉ có thể dẫn động một tia, cho dù uy lực của một tia cũng cực kỳ đáng sợ. Dưới một quyền, đối thủ đã hóa thành cho bụi, hoặc bị chôn vùi hoàn toàn, hắn không cần bổ sung thêm một quyền nào khác. Bích tiêu công chúa há hốc mồm, lăng hàn thật sự là trúc nhân cơ sao? Không không không, cho dù là trúc cực cơ cũng có thể mạnh như vậy hay sao? Yêu nghiệt, quái vật, tuyệt thế thiên tài, bất cứ từ ngữ khen ngợi nào dùng lên người Lăng Hàn đều không quá lời. Nhưng chỉ trong 5-6 phút, hắn diệt hơn 30 người. Lúc này, Lăng Hàn mới thu hồi tiên đạo cơ thạch và hỗn độn cực lôi tháp, bắt đầu vơ vét bảo vật trên người đám người kia. Đã giết tất cả, chẳng lẽ lãng phí bảo vật hay sao? Đáng tiếc, liên tiếp khí sử dụng linh hồn khóa lại, hắn có cầm cũng chỉ có thể xem kết nối tinh tế, lại không thể hoàn thành giao dịch, cũng không thể tiến hành chiến đấu trong sân thi đấu. Phụ thân, người thật giỏi lục oa khen lăng hàn cười ha ha nói ta vốn tài giỏi hắn nói chuyện rất phách lối nhưng bích tiêu công chúa lại cảm thấy lăng hàn khiêm tốn nếu bộc lộ chiến tích này ra ngoài có lẽ có thể chấn động tinh không ngươi là trúc cơ vô địch nàng cảm khái nói một câu lăng hàn lắc đầu không có khoa trương như vậy nếu ta vận dụng toàn bộ át chủ bài đánh nhau với thiên tài tứ tinh trúc cực cơ không phải vấn đề nhưng nếu gặp thiên tài ngũ tinh trúc cực cơ hoặc hai ba thiên tài tứ tinh trúc cực cơ có lẽ ta không gánh nổi dù sao cho dù hắn có hỗn độn cực lôi tháp hắn cũng chỉ có tu vi trúc nhân cơ bích tiêu công chúa im lặng như vậy là quá cao điệu rồi đi thôi bọn họ tranh thủ thời gian xuất phát nếu không nhanh chóng lên đường vào ban ngày buổi tối chỉ có thể khổ chiến hoàn toàn không có khả năng tiến lên ban ngày qua đi sắc trời tối lại không cần phải nói tất cả thi hài đều đứng lên đến nơi này trừ khô lâu binh phổ thông ra số lượng khô lâu kỵ sĩ đã nhiều hơn chúng cưỡi trên chiến mã và chỉ tay về phía ba người lăng hàn. Ô, tiếng chống trận vang lên, còn có tiếng kèn truyền khắp thiên địa. Tất cả khô lâu binh đều hành động, cũng xung kích ba người lăng hàn. Nếu đã lộ ra uy năng hỗn độn cực lôi tháp, lăng hàn dứt khoát không cần ẩn giấu, nó lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, từng tia hỗn độn khí bạo phát, từng đạo thiểm điện bổ xuống. Ba, 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 lực lượng lôi đình rất kinh khủng đánh vào thân khô lâu binh, hắn cũng đánh vỡ tất cả, có lẽ ngày mai cũng không thể tổ hợp lại lần nữa không hổ là đế binh cho dù chỉ là hình thức ban đầu lực phá hoại vẫn nằm trong tiêu chuẩn ba người lăng hàn không cần phòng thủ hỗn độn khí bao phủ không có bất cứ khô lâu binh nào có thể đánh vỡ lăng hàn đoán muốn oanh phá phòng ngự của hỗn độn cực lôi tháp như vậy ít nhất cũng phải là thiên tài tứ tinh trúc cực cơ giống như lăng hàn đã nói trước át chủ bài bộc lộ hoàn toàn hắn có thể chiến đấu với siêu cấp cao thủ khô lâu binh nhiều hơn nữa cũng phế hỗn độn khí không ngừng rủ xuống hoàn toàn không cần lo lắng việc phòng thủ oanh oanh oanh, tiếng bước chân nặng nề vang lên giống như tiếng sấm, Lăng Hàn nhìn sang, nhìn thấy Khô Lâu kỵ sĩ đang đi tới, bốn vó cốt mã hạ xuống và phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Một người một ngựa nặng bao nhiêu, hơn nữa còn dẫn tới địa chấn. Chỉ trong nháy mắt, Khô Lâu kỵ sĩ lao tới trước mặt ba người Lăng Hàn, sau đó vùng chiến mâu trong tay đâm vào Lục Hoa. Ầm, um, chiến mâu đâm vào, Khô Lâu kỵ sĩ dùng sức rất lớn nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, lực lượng phản chấn khổng lồ khô lâu kỵ sĩ người ngã ngựa đổ, một người một ngựa ngã xuống mặt đất. Một đầu lâu rơi xuống đất, khô lâu kỵ sĩ cũng ngã xuống đất. Thân thể khô lâu không đầu ngã xuống đất, nó cầm lấy đầu gắn lên cổ. Phốc, lục hoa cười to, bởi vì đầu của khô lâu kỵ sĩ bị đặt ngược. Lăng hàn kỳ quái, tại sao đại quân khô lâu lại nhắm vào lục hoa? Nàng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, đáng giá chúng đằng đằng sát khí như vậy hay sao? Trường 4163, xác minh suy đoán mặc dù không có hiệu quả chút nào nhưng đại quân thi hài đang lao tới tấn công hoàn toàn không có năng lực ứng biến của sinh vật trí tuệ bọn chúng vốn không có trí tuệ gì đáng nói chỉ hành động dựa vào năng lượng thần bí nói là con dối bị giật dây mới chính xác mặc dù không cần lo lắng vấn đề an toàn lăng hàn không dám tiến lên như lúc đầu có thể chống đỡ là một chuyện cần phải giải quyết đám khô lâu binh để tiến lên lại là chuyện khác nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngày mai sẽ gấp rút lên đường lăng hàn nói một đêm qua đi sau khi mặt trời vừa mọc ba người vội vàng tiến lên lang hàn phát hiện trên tay hắn không xuất hiện ấn ký lần trước sau khi hắn huyết chiến một buổi tối hắn bị thứ gì đó ở nơi này đóng dấu nhưng cho dù hôm qua hay hôm nay hắn lại không bị đóng dấu chẳng lẽ hôm qua hắn dựa vào lực lượng một mình vượt qua một đêm cho nên mới có ấn ký vào ban ngày phía trước xuất hiện một hẻm núi to lớn ba người điều chỉnh phương hướng lúc này bước tới trước hẻm núi nhưng nhìn núi làm ngựa chết đi tới khi mặt trời lặn bọn họ vẫn chưa đi tới hẻm núi đại quân thi hài lại tới tâm niệm lăng hàn vừa động hắn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp bao phủ trên đầu bích tiêu công chúa cùng lục oa bản thân hắn giết vào trong đại quân thi hài hắn vận dụng hai tay chém giết thỏa thích hắn muốn thử một lần hắn làm thế nào mới có được ấn ký bích tiêu công chúa thấy thế cũng chỉ im lặng nàng có thể nói cái gì bây giờ chiến lực của lăng hàn thật sự biến thái nàng không thể trèo chống bao nhiêu thời gian khi bị khô lâu binh vây công may mắn lúc ấy nàng không có xâm nhập quá sâu hơn nữa còn mặc chiến giáp vào người lúc này mới có thể thoát thân nhưng nhìn lăng hàn hắn ứng phó thành thạo điêu luyện cỡ nào hơn nữa hắn không hao hết bí lực sao thời gian chiến đấu kéo dài bao lâu chẳng lẽ ra hỏa này muốn chiến đấu suốt buổi tối nếu không có chỗ tốt gì tại sao lại làm thời gian một đêm trôi qua vào thời điểm mặt trời xuất hiện tất cả đại quân thi hài đều ngã xuống mặt đất không có con dấu. Lăng Hàn thở dài, xem ra ấn ký chỉ xuất hiện một lần. Hắn đến hỏi Bích Tiêu Công Chúa và Lục Hoa, hai nàng không biết chuyện ấn ký. a à, nếu hắn đoán đúng, ấn ký chỉ xuất hiện trên người những ai một mình chiến đấu suốt một đêm, chú ý là chiến đấu, không phải giống như Lục Hoa chạy trốn một đêm. Có lẽ ấn ký có tác dụng của nó. Lăng Hàn thì thào, ba người tiếp tục tiến lên, lần này chỉ bỏ ra thời gian hai tiếng, bọn họ đã đi tới lối vào hẻm núi. Hẻm núi rất lớn, Cửa lối vào đã lớn đến mức kinh người, nó rộng khoảng 200 dặm. "A, à, tại sao ngươi không đi vào?" Bích Tiêu công chúa hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, "Hôm nay không đi, vì cái gì?" Bích Tiêu công chúa cảm thấy không hiểu nổi, "Ta có phỏng đoán cần nghiệm chứng." Hắn cười nói, "Đương nhiên Lục hoa không có bất cứ ý kiến gì, Bích Tiêu công chúa có lòng tin mù quán với Lăng Hàn, nên không hỏi Lăng Hàn muốn nghiệm chứng cái gì, cho nên nàng cũng bỏ mặc không lên tiếng." Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi lăng hàn quan sát bên ngoài hẻm núi hẻm núi trước mặt phi thường cổ xưa vách núi pha tạp phong hóa vô cùng nghiêm trọng nhưng nếu ngươi cho rằng nó không chịu nổi một kích vậy thì ngươi sai rồi lăng hàn đã thử oanh kích nhưng sau một quyền của hắn vách núi không nhúc nhích cái nào hắn thử dùng thiên đạo hỏa chỉ có thể đốt vách núi hơi đen ngoài ra không có vấn đề nào khác hắn lại sử dụng năng lượng hủy diệt rốt cục có hiệu quả vách núi bị hắn lột ra một ít đá vụn đúng là chỉ có một chút xíu Lăng Hàn gật đầu, từ đó có thể thấy được, năng lượng hủy diệt còn cao cấp hơn cả Thiên Đạo Hỏa. Đó là bởi vì Lăng Hàn chỉ tìm hiểu ra một ký hiệu của Thiên Đạo Hỏa, mặc dù năng lượng hủy diệt cũng không được đầy đủ, nhưng ít ra là có một quyển linh đồ. Nếu như tất cả đều là bản đầy đủ, Lăng Hàn cũng không cho rằng Thiên Đạo Hỏa sẽ yếu hơn năng lượng hủy diệt, cả hai đều là năng lượng hỏa diễm cực kỳ cao cấp. Thái Cổ Chân Quân bị hắn trộm linh đồ, có lẽ hắn đau lòng như nhỏ máu. Ai, thật muốn tìm hỏi hắn hắn từ đầu mở ra linh đồ, nói không chừng có thể đạt được manh mối tìm ra linh đồ hoàn chỉnh, từ đó nắm giữ năng lượng hủy diệt chân chính. Về sau sẽ có cơ hội, hiện tại đi tìm thái cổ chân quân chính là đi tìm chết. Hiển nhiên sơn cốc này bị cổ dương thánh nhân ra cố qua, nếu không, núi đá phổ thông không thể thừa nhận nổi oanh kích trúc cơ, cũng không cần sử dụng tới năng lượng tầng thứ cao. Bích tiêu công chúa mang theo lục hoa đi một vòng tại hẻm núi, nếu thật gặp địch nhân, lục hoa có thể bảo vệ bích tiêu công chúa lang hàn giao gia hư không thú cho bích tiêu công chúa ở địa phương này hắn không nói vô địch nhưng cũng là một trong những người mạnh nhất không cần dùng gia hư không thú ẩn giấu tự thân hắn ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái dù sao gấp rút lên đường cả ngày hắn tiêu hao bí lực rất ít hắn không ngừng rút lực lượng thiên địa ra mặc dù chậm nhưng vẫn có thể bổ sung một chút cũng không lâu lắm một đoàn đội rời khỏi cổ chiến trường mỗi người đều lộ ra dáng vẻ chật vật hắn chiến đấu hai đêm liên tục có thể đi tới nơi này đã không dễ cũng không thể yêu cầu quá cao dù sao chỉ có một hỗn độn cực lôi tháp cũng chỉ có một mình lăng hàn là trận sư a à, lăng hàn sau khi đoàn đội kia nhìn thấy lăng hàn ai cũng hét lên kinh ngạc lăng hàn hiện tại rất nổi danh lúc trước có rất nhiều người mời cho nên hắn rất phong quang thật nhanh tại sao hắn xuất hiện ở nơi này có người hiếu kỳ đúng vậy chúng ta không dám lãng phí một chút thời gian nào lúc này mới khó khăn lắm đi tới nơi đây Hắn chỉ đi một mình sao? Một người còn nhanh hơn chúng ta, thật đáng sợ. Cũng không sai, chỉ cần đỡ được đại quân thi hài xung kích, một người hành động sẽ nhanh hơn nhiều. Đúng thế, vấn đề là một mình hắn không thể gánh vác được đại quân thi hài xung kích. Trận sư lợi hại như vậy, tất cả mọi người hoảng hốt, việc này đã thay đổi nhân sinh quan của bọn họ, chẳng lẽ một tên trận sư lại có thể bù đắp nhiều người liên thủ? Một thiếu nữ đi tới, nàng hỏi Lăng Hàn, "Lăng huynh, ngươi đi tới một mình sao?" nàng ỉ vào mình là nữ nhân hơn nữa tướng mạo luôn vui vẻ cho nên có thể giả đơn thuần trước mặt lăng hàn lăng hàn cười nhạt một tiếng ban đêm bố trí trận pháp tự nhiên có thể yên lòng đi ngủ khốn kiếp đúng là biết giả vờ tất cả mọi người im lặng như vậy cũng được người còn có thể ngủ trời có mắt rồi bọn họ phải chiến đấu suýt đứt cả hai tay mới có thể xông ra ngoài so sánh với nhau bọn họ làm sao không ao ước và ghen tị lăng huynh ngồi ở nơi này làm gì thiếu nữ lại hỏi nhìn nàng rất hồn nhiên ngây thơ. Lăng Hàn nhìn thoáng qua nàng, nói, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, có quỷ mới tin đấy, không phải ngươi đã nói, ban đêm đi ngủ, tại sao ban ngày mệt mỏi. chương 4164, gặp lại hậu Khánh Bạch. Người ở đây đều có tâm lý mù quáng, mọi người thấy Lăng Hàn chờ ở nơi này không đi, đều xem nơi này có bảo vật hoặc có manh mối thánh nhân truyền thừa, ai cũng tìm kiếm bên ngoài hẻm núi. Nhưng cho dù bọn họ cố gắng thế nào cũng không tìm thấy cái gì. Trên thực tế, nơi này thật sự không có cái gì Lại qua một lúc, đoàn đội bất đắc dĩ rời đi Khi màn đêm hạ xuống, Bích Tiêu công chúa cũng mang theo lục hoa trở về Lại nhìn về phương xa, đại quân thi hải trên chiến trường đứng lên Lăng hàn hét dài một tiếng, hắn lại giết vào bên trong Bích Tiêu công chúa há hốc mồm, đây chính là thứ người muốn nghiệm chứng Nàng bất lực nhổ nước bọt, nếu như bây giờ lăng hàn đi tới Nàng nhất định sẽ sở chán đối phương xem có bệnh hay không Im lặng thật sự im lặng, Lăng Hàn không sử dụng bất cứ ngoại lực gì, hắn dùng nắm đấm chiến đấu kịch liệt, ầm ầm ầm, chiến lực của hắn kinh thiên, một quyền đánh bay mười mấy khô lâu binh, xương trắng rơi xuống như mưa. Một đêm dài rằng giặc qua đi, đại quân thi hài lại ngã xuống. Lăng Hàn tươi cười, hắn đoán không sai, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng thiên địa lượng đang đóng dấu lên người hắn. Việc này có quan hệ với thu hoạch thánh nhân truyền thừa sao? Vô số năm trôi qua, khẳng định có rất nhiều thiên tài tới nơi này, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm có lẽ không có yêu nghiệt như lăng hàn nhưng khẳng định có hạt giống thành thánh vì cái gì không có ai đạt được thánh nhân truyền thừa vậy nói rõ không chỉ là vấn đề thiên phú mà là không phù hợp tiêu chuẩn cổ dương thánh nhân lựa chọn cho nên lăng hàn cho rằng chỉ có thiên phú cao cũng vô dụng có lẽ vị thánh nhân kia khi còn trẻ cũng như thế cho nên hắn cũng muốn lựa chọn theo tiêu chuẩn của mình có lẽ ân ký mới là điểm mấu chốt có thể đi được chưa bích tiêu công chúa tức giận nói ra nàng sắp bị lăng hàn chọc tức lăng hàn lắc đầu chờ thêm mấy ngày còn chờ khóe miệng bích tiêu công chúa co giật một cái ngươi sẽ không nói muốn tiếp tục chiến đấu lúc ban đêm chứ ngươi thật thông minh lăng hàn cười nói bích tiêu công chúa tức phát điên ngươi là chiến đấu cuồng hay sao còn ngại hôm qua đánh không đủ phát điên thì phát điên nàng cũng không có khả năng bỏ mặc lăng hàn đi một mình đối với nàng thánh nhân truyền thừa cũng không phải trọng yếu như vậy chỉ cần bên cạnh lăng hàn là đủ cho dù bị chọc tức gần chết cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào mật ý. Ban ngày trôi qua, lại có bảy đoàn đội rời khỏi cổ chiến trường và tiến vào hẻm núi. Thấy ba người lang hàn ngẩn người trong cốc, bọn họ lộ ra vẻ khinh bỉ. Thật sự ngu xuẩn mà, tới sớm không tranh thủ đi tìm truyền thừa, còn ngồi lãng phí ở nơi này. Thật ngốc, lang hàn mỉm cười, người đến sớm hơn bọn họ không có một ngàn vạn cũng có mấy trăm vạn, vì cái gì không ai thành công. Cho nên, thời gian cũng không phải yếu tố mấu chốt nhất đến sớm cũng vô dụng khi màn đêm xuất hiện lăng hàn lao vào cổ chiến trường hắn tiếp tục chiến đấu lại qua một đêm lăng hàn lại nhận được ấn ký hôm nay không đi nữa sao bích tiêu công chúa vô lực nói một câu sách người bây giờ không chỉ thông minh người còn biết đọc tâm thuật lăng hàn cười nói bích tiêu công chúa lườm hắn một cái nàng không nói chuyện nữa mấy ngày nay có nhiều người thông qua cổ chiến trường mỗi buổi sáng đều có vài đoàn thông qua, có ngày nhiều nhất là 17 đoàn. Đến muộn như thế, đại khái bọn họ nghĩ biện pháp tụ hợp với đám người bị phân tán, sau đó mới bắt đầu xông vào cổ chiến trường. Không thiếu đoàn đội mời Lăng Hàn gia nhập, nhưng đều bị Lăng Hàn nói khéo từ chối. Hắn chiến đấu ở đây 4 ngày, mỗi khi chiến đấu đến sáng sớm ngày thứ hai, trên cổ tay hắn sẽ có thêm một ấn ký, nhìn bằng mắt thường không thấy, hơn nữa mỗi một ấn ký đều trùng điệp vào cùng một vị trí. Đã năm ấn ký, còn chưa đủ sao? Chỉ cần tốn thời gian 3 ngày là có thể thông qua cổ chiến trường, cho dù đi chậm rãi cũng chỉ mất 4 ngày, tính toán như thế cũng cần chiến đấu trong 3 ngày, Lăng Hàn đã đánh 5 đêm, hơn nữa còn muốn đánh tiếp. Chẳng lẽ ý nghĩ của hắn không đúng, ấn ký này sẽ trồng lên vô hạn. Ý nghĩ này chỉ hơi hiện ra trong đầu Lăng Hàn, lúc này liền bị hắn ném ra ngoài. Cho dù như thế, hắn cũng kiên trì ý nghĩ ban đầu. Trên con đường tu luyện, có đôi khi đụng đầu vào tường cũng phải tiến lên. Bắt đầu từ ngày thứ năm, đoàn đội thông qua cổ chiến trường càng ngày càng ít, một ngày chỉ có hai ba đoàn thông qua. Đến ngày thứ 8, Lăng Hàn gặp một đội ngũ, cũng không kỳ lạ, ly kỳ chính là, trong đội ngũ có Hậu Khánh Bạch. Cử nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, Hậu Khánh Bạch vừa nhìn thấy Lăng Hàn, hắn cười lạnh và nói. Ai giết người này cho ta, ta tặng hắn năm 000 đạo thạch. Hắn tăng tiền thưởng lên gấp 5 lần, bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lăng Hàn chết trước mặt mình nhưng không có người nào dám tiếp nhiệm vụ như vậy. Trong đoàn đội bọn họ đều là người của đại giáo, mặc dù động tâm 5.000 đạo thạch nhưng bọn họ cũng cần mặt mũi, nghe hiệu lệnh xuất thủ, không ai mất nổi mặt mũi như thế. Hậu Khánh Bạch lại cắn răng nói, lại thêm một khối Vân Yên Tiên Thạch, lần này, người người đều lộ ra vẻ mặt hứng thú. Vân Yên Tiên Thạch là vật liệu nhị tinh, không chỉ như thế, hơn nữa còn là vật liệu luyện chế pháp khí niệm lực. Bởi vì vật liệu niệm lực quá ít, cho nên giá trị cao hơn những vật liệu cùng dai quá nhiều hơn nữa còn là thứ có tiền không mua được hậu khánh bạch chiếu mang vân yên tiên thạch ra xem như hắn hận lăng hàn thấu xương trọng thường tất có dũng phu dụ hoặc của pháp khí niệm lực quá lớn ta đến ta đến do ta tới lúc này có năm người nhảy ra tranh đoạt sau đó cùng xuất thủ tấn công lăng hàn trận sư thì thế nào chỉ là thổ dân vùng lạc hậu phải làm thịt lăng hàn di chuyển hắn không tấn công Phản ứng của hắn phù hợp với nhận thức của bọn họ, năm thiên tài liên thủ, chẳng lẽ Lăng Hàn còn có dư lực phản kích? Đương nhiên chỉ có thể tránh né, đã xuất thủ cũng nên giải quyết nhanh. Trong đội ngũ, một tên nam tử áo trắng lạnh lùng nói ra: "Tốt, trong đội ngũ này có 12 người, lại có 3 người giết về phía Lăng Hàn, 4 người bên ngoài đang ép tới gần Bích Tiêu công chúa cùng Lục qua. Lăng Hàn, người muốn trốn, hai tiểu mỹ nhân này sẽ gặp tai ương." Nam tử áo trắng nói một câu trong tay hắn cầm một thanh kiếm, trên mặt đầy sát khí. Hải ca, ta nhìn chúng mỹ nữ này. Hậu Khánh Bạch vội vàng nói, hắn chỉ muốn lăng hàn chết, hắn còn chưa chơi bích tiêu công chúa, muốn giết cũng phải chờ hắn chơi chán. Ngậm miệng, vì một ít việc của ngươi mà lãng phí thời gian của cả đội, trong đầu chỉ có nữ nhân, ngươi là lợn giống sao. Nam tử áo trắng quát mắng, nếu không phải nhìn Hậu Khánh Bạch bỏ ra một số đạo thạch lớn gia nhập vào trong đội ngũ, lúc này hắn khẳng định đã ném Hậu Khánh Bạch ra chương 4165, giải quyết, bị nam tử áo trắng quát như thế, hậu khánh bạch cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hắn lưu luyến nhìn bích tiêu công chúa, nữ nhân này thực sự rất đẹp, hơn nữa còn có khí chất thanh thuần, không giống những nữ nhân hắn từng chơi qua, tất cả đều vì bối cảnh của hắn mà chủ động ôm ấp yêu thương, thật không thú vị. Nam tử áo trắng cầm kiếm chỉ vào bích tiêu công chúa, thản nhiên nói. Ta có tu vi trúc cực cơ, giết một trúc nhân cơ đỉnh phong chỉ cần một kiếm, lăng hàn, ta đếm tới ba, người lại trốn tránh, ta sẽ xuất kiếm. Hèn hạ, bích tiêu công chúa nổi giận, các người dùng nhiều khi ít còn chưa nói, lại còn bắt nàng làm con tin, thủ đoạn quá bị ổi. Nam tử áo trắng bình thản, giết một lăng hàn không khó, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nếu kết quả đều như nhau, như vậy cần gì quan tâm tới quá trình. Hắn làm việc không từ thủ đoạn, lăng hàn hừ một tiếng, nói, các người thật muốn chết sao. Hậu Khánh Bạch có bối cảnh cấp giáo chủ, một khi giết hắn, chỉ cần không diệt khẩu, vô cùng khả năng sẽ dẫn tới một vị đại năng cấp giáo chủ xuất hiện, với nội tình võ đạo của thiên hải tinh hiện tại, làm sao có thể gánh nổi một giáo chủ phát huy. Thiên đạo hỏa có thể hủy diệt cấp giáo chủ, nhưng vạn nhất hấp dẫn kim nguyên thánh địa tới thì làm sao bây giờ? Đối với hậu khánh bạch, Lăng Hàn sẽ không khách khí nhưng muốn diệt khẩu những kẻ khác, nói thật, không phải Lăng Hàn lòng dạ đàn bà hay lề mề chậm chạp, vì giết một người mà liên lụy kẻ vô tội, hắn không vượt qua nổi lương tâm của mình cho nên hắn ngay từ đầu hắn dùng trốn tránh làm chủ hắn muốn xem những người này đáng giá hắn hạ thủ lưu tình hay không hiện tại kết quả đã rõ ràng tự tìm đường chết sát ý của lăng hàn vô cùng kiên định hắn không tránh nữa lập tức phản công nam tử áo trắng cười lạnh lấy một địch tám hắn có thể nhìn thấy cảnh lăng hàn bị oanh sát hậu khánh bạch cũng hưng phấn lăng hàn để phá hư chuyện tốt của hắn mỗi lần nhớ tới hắn đều nổi giận không chịu nổi hiện tại tên ghê tởm này cũng chết ha ha hưng phấn như vậy cũng hòa tan dục vọng khi không chiếm được bích tiêu công chúa. Oanh, đôi tay lăng hàn cùng oanh kích, một tay mang theo thiên đạo hỏa, một tay vận dụng năng lượng hủy diệt, hắn dùng yêu hầu quyền đánh ra 108 trọng điệp lực tần suất công kích. Lực quyền như thế đáng sợ thế nào? Chỉ hai quyền, hai người trong tám tên đối thủ ngã xuống, đều bị đánh thủng ngực, sau đó một bị hỏa thiêu, một kẻ khác biến thành hư vô. Ngoá, 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 sáu người còn lại ngừng thế công, đối thủ quá kinh khủng, hắn chẳng khác gì sát thần. Sắc mặt nam tử áo trắng thay đổi, trong nội tâm hắn sinh ra hàn ý rất mạnh. Chỉ có bích tiêu công chúa lộ cười lạnh, các ngươi nhất định phải tìm đường chết, bây giờ lăng hàn phát huy, hài lòng chưa? Bắt lấy nàng, bắt lấy nàng, lúc này, ngược lại hậu khánh bạch là người tỉnh táo nhất, hắn chỉ vào bích tiêu công chúa. Nam tử áo trắng gật đầu, các ngươi quấn lấy hắn, ta bắt lấy nữ nhân này. Kỳ thật trong lòng hắn vô cùng hối hận, sớm biết như vậy cứ bảo hậu khánh bạch ngậm miệng, từ thái độ ban đầu của Lăng Hàn, rõ ràng đối phương đã lựa chọn ẩn nhẫn, hết lần này tới lần khác chính là bọn họ tìm đường chết, không nên ép Lăng Hàn xuất thủ. Lần này tốt rồi, sát thần đã dơ đồ đao, hắn huy kiếm tấn công bích tiêu công chúa, hắn phải nhanh chóng bắt lấy nữ nhân này, đây là sinh cơ duy nhất của bọn họ. Âm, 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 âm thanh chiến đấu sau lưng không dứt nam tử áo trắng chỉ chú ý tới một việc, đó chính là bắt lấy bích tiêu công chúa. Mặc dù thực lực bích tiêu công chúa không bằng hắn, nhưng nàng lại mặc chiến giáp, muốn bắt nàng cũng cần một thời gian. Nội tâm hắn có lo lắng, thế công nhanh như mưa. Hải, Hải ca, hậu khánh bạch run rẩy nói. Chuyện gì, nam tử áo trắng không kiên nhẫn hỏi, không thấy hắn đang bận rộn sao. Tất cả nguyên nhân đều là hậu khánh bạch gây ra, hắn phải chùi đít thay đối phương. Hải ca, hậu khánh bạch nói chuyện như sắp khóc, nam tử áo trắng nhìn trở lại, hắn hoảng sợ biến sắc. Bởi vì trừ hắn và hậu khánh bạch, những người khác đã biến mất đương nhiên không phải chạy, bởi vì bọn họ bị thiên đạo hỏa hoặc năng lượng hủy diệt của lăng hàn hóa thành cho tàn. Sắc mặt hậu khánh bạch trắng bệch như tờ giấy, hắn tận mắt nhìn thấy lăng hàn dùng một quyền xử lý một người một người sống sờ sờ biến mất ngay trước mặt hắn, loại rung động này, loại sợ hãi này tiến sâu vào đáy lòng, hắn không cách nào loại bỏ được. Nam tử áo trắng ngừng tay, thân thể hắn run rẩy, chẳng phải mới một phút sau. Mười đồng bạn đã mất mạng trong tay Lăng Hàn, tiếp tục, Lăng Hàn nói với hắn, tiếp tục cái đầu ngươi, còn tiếp tục thế nào hắn cắn răng nói ta nhận thua ta sẽ không nhúng tay vào việc của ngươi và hắn hải ca sắc mặt hậu khánh bạch tái mét hắn đã sợ lăng hàn gần chết nếu bảo hắn đối mặt một mình hắn không có dũng khí như vậy nam tử áo trắng làm như không nghe thấy giữa mạng của hậu khánh bạch và mình đương nhiên hắn không do dự lựa chọn mạng của mình lăng hàn thản nhiên nói tiếp tục lăng hàn ta nhận thua nam tử áo trắng lớn tiếng nói ra nội tâm tràn ngập sỉ nhục Hắn chưa bao giờ nói như thế hai lần. "Ta bảo ngươi tiếp tục." Lang Hàn lạnh lùng nói. Nam tử áo trắng cắn răng, "Ngươi không chịu buông tha ta đúng không? Tốt, trên mặt hắn đầy điên cuồng, đã như vậy, hắn sẽ liều mạng." Xèo, hắn giết tới, tiếp tục tấn công Bích Tiêu công chúa, hiện tại đây là bảo mệnh phù duy nhất của hắn. "Ông!" Một lực lượng áp bách không thể hình dung ập tới, bắp thịt toàn thân hắn co giật, hắn có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Hắn hoảng sợ quay trở về, hắn nhìn thấy trước ngực lang hàn là một hòn đá cổ điển, nó tỏa ra khí tức tang thương giống như đã tồn tại từ tuyên cổ đến nay. đây là tiên đạo cơ thạch, hắn tự nhiên có thể sử dụng tiên đạo cơ thạch áp chế tiên đạo cơ thạch cảnh giới thấp hơn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn cũng là trúc cực cơ, làm sao có khả năng bị tiên đạo cơ thạch áp chế? tuyệt đối không thể. lang hàn cười nói, rất bất ngờ đúng không? nam tử áo trắng gật đầu, trầm giọng nói, ngươi tu luyện bí pháp gì? thời điểm xây dựng tiên cơ dung nhập một loại bảo vật nào đó. "Ngươi đoán?" Lăng Hàn nói, chẳng qua nói là nói như vậy, hắn không cho nam tử áo trắng cơ hội đoán, hắn đã vùng quyền tấn công. Nam tử áo trắng vội vàng ngăn cản, với tư cách thiên tài nhất tinh trúc cực cơ, thực lực của hắn tương đối mạnh mẽ, cho dù bị Lăng Hàn tước mất một nửa thực lực, hắn vẫn có thể đỡ được một kích này. Đương nhiên, thân hình hắn lão đảo, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. "Âm," hắn còn chưa kịp nói chuyện, quyền thứ hai của Lăng Hàn đã ập tới sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư, một quyền nhanh hơn một quyền, một quyền mạnh hơn một quyền. Nam tử áo trắng miễn cưỡng ngăn cản hơn 30 quyền, cuối cùng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, hắn bị lăng hàn đánh nát, thiên đạo hỏa quét qua, hài cốt hóa thành cho bụi. Nơi này chỉ còn lại một mình hậu khánh bạch, hậu khánh bạch cầu xin, hắn hiện tại cực kỳ hối hận, sớm biết lăng hàn mạnh như vậy, hắn tuyệt đối không đi trêu chọc đối phương. Trường 4166, đột phá, hậu khánh bạch cực kỳ hối hận, nhưng bây giờ đã chậm hắn hận chính mình tại sao lại vội như vậy vì cái gì không chờ những người khác đối phó lăng hàn nhất định phải khiêu khích lăng hàn tại đây nhất định phải tự thân lên trận đừng có giết ta hắn run rẩy nói ta có thể cho ngươi tiền rất nhiều rất nhiều tiền còn có bảo vật phổ thân ta là đại năng cấp giáo chủ cho dù ngươi muốn bảo vật gì hắn cũng có thể cho ngươi lăng hàn vỗ vai của hắn nói đừng sợ con người của ta rất dễ nói chuyện hậu khánh bạch lộ ra vẻ mừng rỡ hóa ra Lăng Hàn là người yêu tài, như vậy cũng tốt làm, hắn chưa bao giờ thiếu tiền tài. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Hắn nói, ừm, um, Lăng Hàn gật đầu, một bàn tay vỗ xuống mang theo năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt năng lượng hủy diệt lan từ đầu vai Hậu Khánh Bạch xuống toàn thân của hắn. Gương mặt Hậu Khánh Bạch mang theo thần thái không tưởng tượng nổi, ngươi không phải đáp ứng tha ta không chết hay sao? Quên nói cho ngươi, con người của ta càng thích nói giỡn. Lăng Hàn cười nói, thay đổi quá nhanh, rất kích thích đúng không? Kích thích con em gái ngươi. Hậu Khánh Bạch muốn mắng chửi nhưng không thể phát ra âm thanh, hắn đã bị năng lượng hủy diệt chôn vùi sinh cơ, thân thể ngã xuống đất và biến mất hoàn toàn. Lăng Hàn, thật xin lỗi. Bích Tiêu công chúa thấp giọng nói, nguyên nhân là do nàng, nếu không Lăng Hàn cũng không đối đầu với Hậu Khánh Bạch, cũng không cần phải giết nhiều người như thế. Mỗi người nơi này đều có bối cảnh rất lớn, một khi chân tướng rõ ràng sẽ truyền khắp thiên hạ, Lăng Hàn sẽ gặp phiền phức cực lớn lăng hàn cười ha ha nói nợ nhiều không lo hơn nữa cũng không kém loại mặt hàng như vậy hắn đã làm chuyện như hỏa thiêu thánh địa hắn cũng không đặt thế lực gấp giáo chủ vào trong lòng lại nói hiện tại cũng không có một người nào sống sót chỉ cần ba người bọn họ không nói không cần lo lắng lăng hàn thu lấy pháp khí không gian của đám người hậu khánh bạch nhưng đạo thạch ít đến thương cảm bởi vì những người này đều có liên tiếp khí tài phú đều biến thành số hóa từ việc này có thể thấy được thương gia kinh doanh kết nối tinh tế giàu có cỡ nào, bởi vì mỗi một cái tinh tế tệ đối ứng với đạo thạch đều bị bọn họ nắm giữ. Đêm đó, Lăng Hàn tái chiến đại quân thi hài, hắn hạ quyết tâm, hắn phải gặm chết chỗ này, cho dù cuối cùng không thu được cái gì, hắn cũng không hối hận. Con đường tu luyện cần phải có quyết tâm không đụng đầu vào tường thì không quay lại, nếu không, hắn vượt qua những khó khăn như thế nào. Gặp được ngăn cản liền lùi bước, đi tìm những biện pháp khác, trên đời này không có vô duyên vô cớ mạnh lên. Tám ngày, 10 ngày, 15 ngày, trên cổ tay Lăng Hàn xuất hiện 16 ấn ký, tất cả vẫn không có biến hóa. Nếu nói có thu hoạch nào hay không, đó chính là tu vi của hắn cũng đã tới chúc nhân cơ đỉnh phong. Dường như nơi này không phải tinh thể chân chính, số lượng lực lượng thiên địa không thích hợp tu luyện, nhiều lắm chính là bổ sung bí lực tiêu hao, thiếu đi vật phẩm mấu chốt nào đó. Dựa trên lý luận, tu vi của Lăng Hàn phải dừng lại mới đúng. Lúc trước hắn ăn rất nhiều ngân long ngư, mỗi ngày lại gặm thanh mộc bổ linh đan, Tích lũy tương đối hùng hậu, trọng yếu nhất chính là mỗi lúc trời tối đều phải chiến đấu kịch liệt, cũng hóa giải toàn bộ lực lượng của Ngân Long ngư. Có thể xung kích trúc thiên cơ, Lang Hàn lẩm bẩm, xung kích trúc thiên cơ cần dùng đến sinh mệnh bảo quả, việc này hắn đã sớm chuẩn bị, trước đó còn ở bên ngoài, hắn mua mười mấy sinh mệnh bảo quả cấp bậc trúc cơ, tin tưởng hắn đủ dùng. Làm sao đột phá từ trúc nhân cơ đến trúc thiên cơ? Đơn giản, trên cơ sở trúc nhân cơ, loại trừ tạp chất trong đó, lấy tinh hoa làm hạch tâm, dựng lại tiên cơ, khi đó sẽ tiến vào thiên đạo cơ. Cho nên, thiên đạo cơ dựa vào nhân đạo cơ hoàn mỹ, từ đó sẽ vượt qua một cấp độ, cho nên cũng có hiệu quả áp chế nhân đạo cơ thạch. Nhưng dựa theo lời Lăng Hàn, nhân đạo cơ thạch của hắn đã hoàn mỹ, hắn có thể áp chế cả trúc cực cơ, ngay cả thánh nhân đại đế cũng phải cúi đầu trước nhân đạo cơ thạch của hắn, hắn đang nghĩ làm cách nào tiến thêm một bước. Hắn phải làm sao bây giờ? Một lần lột xác không hoàn toàn, tu vi của hắn sẽ bị hạn chế tại đây, cái gì chú đỉnh, Sinh đan, cái gì thánh nhân, tổ vương đều không có quan hệ tới hắn. Chẳng lẽ tu hành quá hoàn mỹ sẽ thành sai lầm, bởi vì tiên đạo cơ thạch quá mức hoàn mỹ, thế cho nên không cách nào tiến thêm một bước, nói chuyện này ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười. Giải quyết như thế nào? Nếu ta đã tu ra tiên đạo cơ thạch hoàn mỹ vô khuyết, không có cách nào tiến thêm một bước, vậy thì đổi một góc độ. Ta trực tiếp lại xây thiên đạo cơ thạch, Lang Hàn nói thầm trong lòng, cũng không có ai quy định chỉ có một khối tiên đạo cơ thạch đúng là người không biết không sợ, cho dù đặt ở nơi nào, người nào không biết chỉ có một khối tiên đạo cơ thạch, chúc thiên cơ, chúc cực cơ, không ngừng làm tiên đạo cơ thạch lột xác, cuối cùng đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Hai khối và ba khối tiên đạo cơ thạch, chưa từng nghe thấy, chưa từng xuất hiện, cũng không đại biểu không có khả năng. Có lẽ có đại đế, thánh nhân đã sớm tu ra ba cơ thạch, chỉ không có người nào biết mà thôi. Nhưng cho dù từ xưa tới nay không ai tu ra ba cơ thạch, thì tính sao? Ta, Sáng tạo lịch sử, Lang Hàn rời khỏi hẻm núi, cho dù đã qua hơn 10 ngày, nhưng có ai biết có người đặc biệt chậm hay không, có ai vừa mới thông qua cổ chiến trường. Xây khối tiên đạo cơ thạch thứ hai, việc này nói thì đơn giản nhưng chưa ai nghe nói qua, không nói có đi thông hay không, cho dù có thể thực hiện, độ khó nhất định lớn đến kinh người. Lang Hàn khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu xây dựng khối tiên đạo cơ thạch thứ hai. Hắn đã có kinh nghiệm một lần, hắn xây tiên cơ như xe nhẹ đường quen, nhưng vấn đề là khối tiên đạo cơ thạch thứ hai vừa mới ngưng tụ thành hạt châu nhỏ, tiên đạo cơ thạch trước kia cảm nhận có uy hiếp, nó hơi rung động và đánh nát tiên đạo cơ thạch mới xây. Giống như viễn cổ tiên môn, nó có thể trấn áp tất cả tiên đạo cơ thạch, từ đó cũng có thể áp dụng trên người lăng hàn, tân sinh tiên đạo cơ thạch không phải đối thủ của cái cũ, nó chỉ chấn động đã tan nát. Lăng hàn cảm thấy phiền muộn, tiên đạo cơ thạch hoàn mỹ đến mức không thể lột xác, hắn lại không thể xây dựng tiên cơ thứ hai, chẳng lẽ con đường tu luyện của hắn đứt đoạn. Không được, Lăng Hàn lập tức sốc lại lòng tin, chưa từng có nghe nói qua đạo lý tu hành đến mức hoàn mỹ lại không tấn cấp, hắn không dựng thành tiên cơ thứ hai, đó là bởi vì hắn cố gắng chưa đủ, hoặc là nói, hắn vẫn chưa tìm ra biện pháp. Đến ban đêm, Lăng Hàn vẫn không có đầu mối gì, liền ngừng đột phá, tiếp tục huyết chiến với đại quân thi hài, kết quả đến sáng ngày thứ hai, hắn lại có thêm một ấn ký. Lại một ban ngày qua đi, cho dù hắn làm thế nào cũng không thể ngưng tụ tiên đạo cơ thạch, luôn luôn khó thoát vận mệnh bị đánh nát, mà vấn đề là, ngưng tụ tiên đạo cơ thạch lại dùng sinh mệnh bản nguyên của hắn làm đại giá, cho dù bể nát, hắn vẫn tiêu hao sinh mệnh của mình. Hai ngày qua đi, hắn dùng hết hai viên sinh mệnh bảo quả. chương 4167, tiên cơ thứ hai. Bởi vì không tiến vào trạng thái, ban đêm Lăng Hàn vẫn đi quyết đấu với đại quân thi hài, đầu tiên hắn muốn tiếp tục tìm ấn ký, thứ hai hắn muốn phát tiết một chút, dù sao, việc này đặt lên người của ai, người đó vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ta tu luyện hoàn mỹ là sai hay sao? Khẳng định là có biện pháp, cùng lắm từ bỏ tiên cơ, tu luyện lại lần nữa. Nhưng làm như vậy nhất định lãng phí to lớn, Lăng Hàn vừa huyết chiến vừa nghĩ tới việc này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể xây dựng khối tiên đạo cơ thạch thứ hai? Kỳ thật xây không khó, khó khăn nằm ở chỗ làm cách nào bảo trụ nó không bị cơ thạch thứ nhất chấn bể. Một đêm qua đi, hắn có một suy nghĩ to gan. Đến, vào lúc mặt trời vừa lên, Lăng Hàn lập tức ngồi xếp bằng hắn ăn một viên sinh mệnh bảo quả, lại bắt đầu sung kích trúc thiên cơ. Ông, hắn điều khiển tiên đạo cơ thạch bay ra ngoài, nếu người ảnh hưởng đến việc ta xây dựng tiên cơ thứ hai, vậy ta lấy ngươi ra ngoài. Kể từ đó hắn sẽ phân tâm, nhưng đột phá là việc hết sức chuyên chú, hơn nữa có tính nguy hiểm quá lớn, nếu không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đổi thành người khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như lăng hàn, cho dù có mạo hiểm cũng phải tìm sư môn trưởng bối thủ hộ, nếu thật gặp phải nguy hiểm cũng phải trấn áp thương thế, tiến hành trị liệu. Hiện tại Lăng Hàn đi đâu tìm người, trở về thiên hải tinh, hắn chỉ có thể tìm Hầu Ca cùng Trần Phong Viêm. Nhưng Hầu Ca bị trấn áp dưới chân núi, chỉ có thể vận dụng ý niệm huyến hóa, có thể trợ giúp hắn hay không thì không nhất định. Trần Phong Viêm luôn trốn đi bế quan tu luyện, gặp hắn một lần còn khó hơn lên trời. Lăng Hàn là người nóng tính, xây dựng tiên cơ thứ hai là hành động vĩ đại, nếu hắn nghĩ tới thì bắt đầu đi, hắn làm sao có thể kiềm nén được hắn cẩn thận từng chút một hắn không ngừng xây dựng tiên đạo cơ thạch thứ hai trong đầu hạch tâm hình thành nhưng cho dù khối tiên đạo cơ thạch thứ nhất đã bay ra khỏi cơ thể vào lúc hạch tâm khối tiên cơ thứ hai hình thành nó hơi chấn động và phóng suốt lực lượng cực kỳ to lớn ba hạch tâm tiên cơ thứ hai lại sụp đổ vẫn chưa được lang hàn nhíu mày ta đã đưa ngươi ra ngoài ngươi còn ác như vậy đã như vậy ta triệt để chấn áp ngươi lang hàn cắn răng hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp chấn áp khối tiên cơ đầu tiên hắn không dám dùng bảo khí trọi cứng với tiên đạo cơ thạch, hắn chỉ muốn hỗn độn cực lôi tháp chân áp khí tức khối tiên cơ thả ra mà thôi. Hỗn độn cực lôi tháp xoay tròn, từng tia hỗn độn khí bao phủ tiên đạo cơ thạch đầu tiên. Nhìn như bảo vệ nhưng thật ra là đang che đậy. Tốt, lại đến, Lăng Hàn lại xây dựng tiên cơ thứ hai, rất nhanh, hắn ngưng tụ thành hạch tâm. Tiên cơ đầu tiên có cảm ứng, nó phóng xuất ba động tiến vào trong thức hải Lăng Hàn. Việc này không ảnh hưởng đến Lăng Hàn nhưng lại phá hủy hủy hạch tâm của tiên đạo cơ thạch thứ hai. Ông, hỗn độn khí phát huy, nó ngăn cản ba động xuất hiện. Hiểu hiệu, Lăng Hàn vô cùng vui mừng, nhưng không đợi hắn cao hứng bao lâu, ba, hạch tâm tiên đạo cơ thạch thứ hai đã vỡ nát. Bởi vì vẫn có ba động cực kỳ nhỏ yếu chuyển tới, hạch tâm tiên cơ vừa hình thành quá nhỏ yếu, một chút chấn động nhỏ cũng có thể phá hủy. Lăng Hàn thử lại nhưng vô dụng, hạch tâm tiên đạo cơ thạch không ngừng vỡ vụn. Bởi vì hỗn độn cực lôi tháp là do mẫu kim tạo thành, nếu không, cho dù đổi lại thành thánh khí, chỉ rung động nhỏ cũng có thể oanh sát lăng hàn thành cặn bã, nhưng nói tới tiên đạo cơ thạch ba động trấn áp vẫn còn kém xa hỗn độn cực lôi tháp. Đế binh cũng vô hiệu, còn có thứ gì có thể ngăn cản tiên đạo cơ thạch. Đây không phải lực lượng thuần túy, mà là liên hệ về bản chất, hắn và tiên đạo cơ thạch vốn là một thể, làm sao có khả năng đoạn tuyệt với nhau. Cộng sinh cả đời, có chết cùng chết, cho nên, ngoại lực ảnh hưởng có hạn, cũng may hỗn độn cực lôi tháp là mẫu kim tạo thành, nếu không, cũng không tạo ra một chút hiệu quả nào, bởi vì đối với thứ không có lực sát thương, cho dù là thánh khí cũng không dùng được. Làm sao bây giờ, tâm niệm lăng hàn vừa động, nếu ngoại lực đã bó tay bó chân, vậy thì hắn dùng lực lượng nội bộ. Vị diện lực, ý niệm hắn thúc giục, toàn bộ sinh linh trong nội thế giới đều cống hiến lực lượng linh hồn của mình, cũng hóa thành từng chùm sáng nhỏ trong thức hải của hắn. Đừng nhìn chúng nhỏ, nhưng lại là linh hồn của không biết bao nhiêu ức ức vạn linh sinh tạo thành. Hắn lại ngưng tụ tiên cơ thứ hai, hỗn độn cực lôi tháp tiếp tục trấn áp tiên cơ thứ nhất, dùng hết khả năng suy yếu năng lượng ba động. Ông vẫn có ba động yếu ớt lan tới, nhưng Lăng Hàn lại sử dụng lực lượng linh hồn bao phủ tiên cơ thứ hai. Ba động đánh tới, đụng vào trùng sáng và bị hấp thu, nhưng trùng sáng đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh, lại cho ta một ít lực lượng, Lăng Hàn tiếp tục rút lực lượng linh hồn trong nội thế giới tiêu hao trùng sáng. Mặt khác, hạch tâm tiên cơ thứ hai nhanh chóng hình thành và ngưng kết. Chỉ cần ngưng thật, vậy thì thành công, cả hai đều nhất trí về bản chất, Lăng Hàn cũng không tin tiên thứ nhất cơ còn có thể chấn vỡ tiên cơ thứ hai. Kiên trì, kiên trì, kiên trì, tiên cơ đầu tiên đang rung động nhẹ nhẹ, nó giống như viễn cổ tiên môn tạo thành, có được đại vị trí cao vô thượng, có thể chấn áp tất cả tiên cơ, vốn nên độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ lại có khối tiên cơ thứ hai xuất hiện. Việc này bị nó xem thành khiêu khích, muốn chấn áp, muốn tiêu diệt. Lăng Hàn cắn răng, hắn không ngừng rút lực lượng linh hồn ra, cũng không phải lất hết, trong nội thế giới, thiên tôn thất trọng sẽ cung cấp nhiều hơn phàm nhân một ít, cho nên, mỗi người có thể cung cấp lực lượng linh hồn quá nhỏ yếu. May mà số lượng đủ nhiều, ngừng tụ thành một sợi dây thừng, lúc này mới có kỳ hiệu như vậy. Nhưng rút lực lượng linh hồn quá nhiều, làm thế sẽ chết người. Lăng Hàn đưa ra điều chỉnh, hắn loại bỏ một nhóm cá thể thực lực yếu nhất, hắn sẽ không rút lực lượng linh hồn từ nhóm cá thể này nhưng quần thể này lại có số lượng khổng lồ nhất, dừng lại như thế, Lăng Hàn rút lực lượng linh hồn giảm đi một nửa, tốc độ chữa trị trùng sáng giảm xuống rất nhiều. Hắn có thể nhìn rõ ràng, trùng sáng không ngừng thu nhỏ, hạch tâm tiên cơ thứ hai sắp lộ ra ngoài. Hắn cũng không có cách nào, thời gian không chờ ta, Lăng Hàn chỉ có thể chờ đợi cơ hội thứ hai, hắn sẽ không biến các sinh linh trong nội thế giới thành cái giá phải trả. Phải biết, về sau hắn còn phải xây dựng tiên cơ thứ ba, hắn sẽ quan tâm cái lợi trước mắt. Ông, Ba động tiếp tục, trùng sáng đã biến mất triệt để. Vào lúc Lăng Hàn đang muốn từ bỏ, một màn kinh người xuất hiện, tiên cơ thứ hai cũng tỏa ra ba động ngăn cản ba động của tiên cơ đầu tiên. Không vỡ, đầu tiên, Lăng Hàn sững sờ, về sau là mừng như điên, trong thời gian trùng sáng kéo dài, hạch tâm tiên cơ thứ hai đã hình thành, sau khi đạt tới trình độ vững chắc nhất định, cuối cùng tiên cơ thứ hai cũng trở thành tiên đạo cơ thạch, cũng không còn là hạch tâm. Mặc dù nó hiện tại rất yếu đuối, nhưng được hỗn độn cực lôi tháp trợ giúp cũng có tư cách đối kháng tiên cơ đầu tiên. Ha 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 ha, Lăng Hàn tươi cười, hắn vội vàng ẩn dưỡng tiên cơ thứ hai lớn mạnh, tiên cơ thứ hai vẫn ở hình thức ban đầu, còn kém xa mới đạt tới mức độ thành hình. Chương 4168, bổ sung đầy đủ. Tinh thần Lăng Hàn chấn động mạnh, hắn sử dụng sinh mệnh tinh hoa tầm bổ tiên cơ thứ hai. Rốt cuộc cũng vượt qua thời kỳ yếu đuối nhất, hiện tại giống như một đứa trẻ gào khóc đòi ăn, tham lam hấp thu năng lượng sinh mệnh của Lăng Hàn rất nhanh, Lăng Hàn không thể không ăn thêm một sinh mệnh bảo quả, bằng không bản nguyên của hắn sẽ bị tiêu hao không còn. Nhưng tiên cơ thứ hai giống như một cái động không đáy, vẫn không thể đạt tới trạng thái thành hình, vẫn còn tiếp tục hấp thu năng lượng sinh mệnh. Khốn kiếp, người muốn hút khô ta sao? Lăng Hàn nói thầm trong lòng, nhưng hắn cũng biết, hắn hiện tại xây thế tiên đạo cơ thạch hoàn mỹ vô khuyết, việc này sẽ tiêu hao rất lớn, hơn nữa. Thiên đạo cơ thạch của người khác xây dựng dựa trên cơ sở của nhân đạo cơ thạch, tiêu hao sẽ rất nhỏ, Hắn thì sao? Bắt đầu từ số 0, tiêu hao sẽ giống nhau sao? Liều Mạng, Lăng Hàn lại ăn một viên sinh mệnh bảo quả, nhưng sau khi trôi qua mấy giờ, hắn đã hao hết 9 sinh mệnh bảo quả, nhưng vấn đề là tiên cơ thứ hai vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Đã đến lúc này, chẳng lẽ còn có thể bỏ dở nửa chừng? Lăng Hàn chỉ có thể cắn răng, hắn sử dụng năng lượng sinh mệnh cung cấp. Cùng lắm thì sống ít đi mấy năm, hắn đang ở thời kỳ trẻ tuổi, chúc cơ lại có thọ nguyên ngàn năm bước vào trúc thiên cơ lại có thêm 300 năm thọ nguyên, hắn có thể liều mạng không muốn 300 năm thọ nguyên kia. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên trong người hắn sinh ra năng lượng sinh mệnh to lớn, thay thế thọ nguyên hắn đang tiêu hao. a à, đây là cái gì? Lăng Hàn sướng sờ, sau đó hắn kịp phản ứng lại, hắn ăn mấy bảo quả chữa trị sinh mệnh bản nguyên trong kim nguyên quả hội, lúc ấy hắn không cảm thấy có biến hóa gì, bây giờ chúng lại tỏa ra kỳ hiệu. Có năng lượng sinh mệnh khổng lồ bộc phát, tiên cơ thứ hai rút lấy năng lượng sinh mệnh, cuối cùng nó cũng vững chắc cũng không còn hấp thu thêm nữa lang hàn cũng lo sợ hai khối tiên đạo cơ thạch của hắn như thủy hỏa bất dung nếu hắn triệt tiêu hỗn độn cực lôi tháp áp chế cũng thu hai khối tiên đạo cơ thạch vào trong thức hải chúng sẽ đánh nhau sao đây chính là thức hải của hắn nếu bị thương sẽ xảy ra đại sự hắn vẫn đặt như vậy lang hàn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp sau đó thu tiên cơ thứ nhất vào thức hải lúc này hai khối tiên đạo cơ thạch đều phóng thích khí tức cực kỳ bá đạo khi tức tan thường viễn cổ đối lập lẫn nhau, Lăng Hàn thở ra, cũng may chúng không đánh nhau, không đánh nhau là tốt rồi, tiên cơ thứ hai chỉ to như hạt đậu nành, còn lâu mới có thể sánh bằng tiên cơ thứ nhất to như cái miệng giếng, nhưng từ cấp độ, nó lại không hề yếu, đủ để đối kháng tiên cơ thứ nhất. Đánh thì đánh không lại, dù sao cũng là một phần trong cơ thể Lăng Hàn, nhiều lắm chỉ nhốn nháo cảm xúc nho nhỏ, nhưng tiên cơ thứ hai quá mức yếu ớt, một chút tâm tình ba động nhỏ cũng đủ làm nó vỡ nát. Lực lượng thiên địa nơi này mỏng manh, cho nên không thể tu luyện, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không lãng phí thời gian, hắn đứng lên, cũng lay động tay chân một lúc, trải nghiệm cảm giác lực lượng bạo tăng. Từ trúc nhân cơ đến trúc thiên cơ, đó là tăng vọt về bản chất, giúp Lăng Hàn có chiến lược thiên tài nhị tinh. Hiện tại, hắn có thể đánh bại thiên tài ngũ tinh trúc cực cơ. Nhìn sắc trời, khoảng cách trời tối còn một giờ, Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, chờ dùng đại quân thi hài kiểm tra thực lực của mình. Âm, vừa lúc này, trên bầu trời xuất hiện lôi vân cuồn cuộn và bao phủ hắn thiên kiếp sắp tới quả nhiên một đạo thiểm điện hình người đánh vào thức hải lăng hàn muốn ma diệt thần trí của hắn chết tâm ma quát ốm lăng hàn trực tiếp vận dụng lục tứ minh vương chú hắn hết vài chục lần toàn thân tâm ma dạn nứt chấn động đến vỡ nát một lực lượng ấm áp tẩm bổ thần hồn của hắn cũng giúp thần hồn lớn mạnh tâm ma cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt nó chính là năng lượng thuần túy có thể gia tăng thần hồn Phụ thân, Lăng Hàn, Lục Hoa và Bích Tiêu công chúa đều chạy tới, các nàng nhìn thấy lôi vân dày đặc. Người đã đột phá trúc thiên cơ, Bích Tiêu công chúa cảm thấy hoảng hốt, với nàng, đây là việc không thể tin nổi, phải biết lực lượng thiên địa nơi này không thích hợp tu luyện, người làm như thế nào. Hơn nữa, này thời gian cũng quá ngắn, rõ ràng là nàng đột phá trúc cơ trước, hơn nữa còn tu luyện một năm tại Kim Nguyên Thánh Địa, cho dù có điều kiện tốt như thế, nàng vẫn không thể đột phá trúc thiên cơ, còn thiếu một chút tích lũy lăng hàn cười cười cảm giác đột phá rất tốt có thể không tốt hay sao bích tiêu công chúa không còn gì để nói một lát sau mới lên tiếng mấy ngày qua ngươi liên tục chiến đấu là vì đột phá sao bích tiêu công chúa không ngốc ngược lại nàng còn thông minh tuyệt đỉnh lăng hàn lắc đầu không lần này đột phá chỉ là nhân tiện phốc bích tiêu công chúa ho khan nàng có cảm giác bị nội thương thật sự không thể nói chuyện với quái thai nếu lăng hàn đã nói như vậy hiển nhiên hắn còn không chịu đi Đêm đó, Lăng Hàn tiếp tục chiến đại quân thi hài. Hắn lao tới như một con bạo long, hắn mạnh mẽ đâm tới, cũng mở màn sáng tinh thần ra, nhưng nó lại kiên cố không gì phá nổi, mặc kệ bao nhiêu khô lâu kỵ sĩ oanh kích, chúng đều thất bại trước lực phòng ngự của màn sáng. Tương phản, Lăng Hàn đánh ra một quyền mang theo lực lượng vô tận. Hắn vận dụng thiên văn ngọc, sử dụng niệm lực áp xúc và đánh ra, ầm ầm ầm, việc này quá kinh khủng, hắn vừa oanh kích đã tạo ra một không gian tuyệt đối rộng vài trăm trượng, tất cả khô lâu binh đều bị đánh thành cặn bã. Đừng nhìn kích thước thiên văn ngọc không lớn, nhưng nếu sử dụng tốc độ cao tấn công, kình phong sẽ vượt qua vận tốc âm thanh 20 lần, hơn nữa còn mang theo lực phá hoại của tài liệu nhị tinh, bởi vậy khí kình tỏa ra cực mạnh. Lăng Hàn xông về phía trước, hắn phát động chiến thần tam thức, oanh, hắn xuất một kích, phạm vi 10 trượng quanh người hắn biến thành khu vực chân không. Sau ba thức, hắn lại thu hồi thiên văn ngọc, hắn không ngừng thí nghiệm uy lực tất cả kỹ pháp của hắn, thẳng đến khi mặt trời mọc mới dừng lại. Cũng giống lúc trước, hắn lại đắp lên một con dấu. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn khoanh chân ngồi trên cổ chiến trường, bắt đầu rèn luyện hỗn độn cực lôi tháp. Đương nhiên hắn không thể cải biến kết cấu của mẫu kim, nhưng bây giờ cảnh giới tăng lên, hắn tự nhiên cũng có thể cường hóa đế binh tương lai, gia tăng thêm một ít huy lực của nó. Xuất phát điểm của bảo khí quá cao, hắn tăng lên một tiểu cảnh giới, hỗn độn cực lôi tháp chỉ tăng lên một phần nhỏ bé, trừ phi bước vào chú đỉnh mới có thể sinh ra biến chất. Ban đêm, Lăng Hàn tái chiến. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn tính gộp lại đã có 21 dấu. Nhưng mà, ban đêm qua đi, thời điểm ánh mặt trời chiếu lên người hắn, Lăng Hàn lại sững sờ, không có ký hiệu mới xuất hiện. a à, đã tới cực hạn, Lăng Hàn gật đầu, đã như vậy, hắn có thể rời đi. Hắn vẫy tay nói với Bích Tiêu công chúa cùng lục hoa. Chúng ta lên đường đi. Chương 4169, ân tình của ta không chỉ một trăm đạo thạch. Bích Tiêu công chúa sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Trong đôi mắt nàng mang theo khó hiểu, phải đi rồi, vì cái gì? Lúc này còn hỏi vì cái gì? Không phải ngươi vẫn muốn đi sao? Chờ đợi quá lâu, nàng đã cho rằng Lăng Hàn muốn chiến đấu tiếp thẳng đến khi bí cảnh kết thúc mới thôi. Lăng Hàn cười ha ha, xem ra công chúa yêu tộc đã buồn chán rồi. Đi đi, nơi này vô vị, ở thêm làm gì? Nếu nơi này vô vị, người sẽ ở lại nơi này hơn 20 ngày. Bích tiêu công chúa bất lực nhổ nước bọt. Hi hi, phụ thân chơi thật vui. Lục hoa cười hi hi. Bích tiêu công chúa liếc nhìn sang, tiểu hài tử đã học xấu từ lăng hàn. Ba người lên đường, cũng đi tới hẻm núi. Hẻm núi rất dài, rất rộng, hai vách núi trái phải cách nhau chăm dặm, lại cao vạn trượng xuyên thẳng tầng mây, cực kỳ hùng vĩ. Phụ thân, người xem hẻm núi này có phải bị người ta dùng kiếm chém ra không? Lục Hoa hỏi lăng hàn sững sờ đúng thế thông đạo ở hẻm núi này quá thẳng hơn nữa nhìn vách núi hai bên mặc dù bị thời gian xâm thực hắn vẫn có thể nhận ra vách núi năm đó cực kỳ bóng loáng mặc dù thiên địa tạo hóa thần kỳ nhưng muốn tạo ra hẻm núi bóng loáng như thế việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi muốn nói là người tạo thành việc này càng hợp lý hơn là cổ dương thánh nhân năm đó sao chém qua một kiếm một ngọn núi lớn nguy nga bị chém đứt thành hai lăng hàn cũng phải thán phục Lực lượng thánh nhân thật sự kỳ vĩ, chỉ chém một kiếm đã có uy lực như vậy. Khó trách trong truyền thuyết, thánh nhân có thể tùy tiện đánh nát ngôi sao trên trời, xem ra không phải tùy tiện nói cho có. Ba người đi một lúc, trước mặt bọn họ xuất hiện một đám người. A, à, tại sao lại có đám người ở nơi này? Trước đó Lăng Hàn vẫn đứng ở miệng hẻm núi, lúc nhìn qua đám người đứng trước hẻm núi, đó là đám người đến nơi này trễ nhất, nhưng bây giờ lại đứng ở nơi đây. Có bảo vật gì sao? Lăng Hàn cảm thấy phấn khởi sau khi hắn tiến vào yểm nguyệt bí cảnh nhưng chưa từng đạt được một kiện bảo vật việc này làm hắn cảm thấy khó chịu là bí cảnh do thánh nhân xây dựng nhưng hắn cũng quá keo kiệt hắn cảm thấy thất vọng não nề những người bị vây ở đây cũng không phải nhắm vào bảo vật mà là phía trước có một loạn thạch trận rất khó rất khó thông qua không phải không thể thông qua rất nhiều người cũng đã thông qua nhưng cần tốn hao thời gian rất dài còn phải dò đường việc này dính đến thôi diễn rất phức tạp tốn thời gian thật dài, bởi vậy kẻ đến sau bị kẹt ở đây. trận pháp sao, lang hàn hứng thú. bình thường có hai cách phá mê trận, thứ nhất, thôi diễn ra biến hóa của nó, chỉ cần làm được thì có thể đi ra ngoài. thứ hai, trực tiếp áp chế trận pháp. biện pháp thứ nhất thích hợp võ giả thực lực thấp, biện pháp thứ hai thích hợp với trận sư và võ giả thực lực mạnh. trận sư phá trận, việc này không cần nhiều lời. khi thực lực mạnh đến trình độ nhất định, một quyền có thể đánh vỡ tinh cầu, trận pháp có thể đè ép hay sao? phải biết. Trận pháp chính là điều thiên địa xu thế, mượn lực lượng thiên địa lượng, cái kia nếu là liền lực lượng thiên địa lượng đều có thể trấn áp, trận pháp còn có thể tạo được cái tác dụng gì? Nhưng đây là trận pháp do thánh nhân bày ra, dù không phải cấp bậc thánh nhân nhưng cũng không phải chút cơ cảnh có thể phá vỡ. Cho nên, tất cả mọi người chỉ có thể dùng biện pháp đầu tiên, thôi diễn biến hóa, sau đó thông qua. Việc này cần thời gian rất dài và nắm giữ biến hóa. Lăng huynh, ngươi là trận sư, chúng ta theo ngươi được chứ? có người lập tức xông tới, Lăng Huynh, dẫn ta đi cùng, có người ra mặt dày xông tới, cũng dẫn ta đi cùng, còn ta nữa, mặc dù người nơi đây là thiên tài, cho dù không nhờ vào người khác, chỉ cần tốn hao một ít thời gian là có thể thôi diễn ra trận pháp biến hóa, nhưng có thể tiết kiệm chút thời gian, vì cái gì không tiết kiệm chứ. Lăng Hàn cười cười, nói, tốt, mỗi người cho ta một trăm đạo thạch, ta sẽ dẫn hắn đi cùng. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, người thật tham tài, lúc này còn muốn kiếm tiền. Lăng huynh, ân tình của ta không chỉ có một trăm đạo thạch. Có người lên tiếng, cảm thấy Lăng Hàn không lên dò đường, rất nhiều người trong bọn họ đều xuất thân đại giáo hảo môn, có thể giúp bọn họ, kỳ thật cũng có lợi cho Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn hắn và cười nói, a, à, là ta sơ sót, người kia rất cao ngạo, cảm giác rất có mặt mũi. Ân tình của ngươi không chỉ một trăm đạo thạch, vậy ta thu ngươi một ngàn. Lăng Hàn còn nói thêm, sắc mặt người kia biến thành màu đen, đây là đánh mặt trần trụi ân tình của ta đáng tiền, ngươi liền thu ta nhiều tiền hơn, đây là đạo lý gì? Phốc, không ít người bật cười, bối cảnh của bọn họ đều bất phàm, cũng không cần cố kỵ người kia. Người kia thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lăng Hàn nói. Lăng Hàn, không nên ném mặt mũi của mình xuống đất. Bốp, Lăng Hàn đánh ra một kích, người kia ngã cắm đầu xuống đất như trồng cây chuối. Ta ghét nhất có người uy hiếp ta, cũng chán ghét có người có kè mà cả với ta. Sau khi Lăng Hàn đánh ra một trường này, cho dù những người cười to nhất từ trước cũng câm miệng, nội tâm sinh ra hàn ý mãnh liệt. Gia hỏa bị đánh bay tên là tả tử thạch, xuất sinh bất phàm, bản thân đối phương lại là thiên tài nhất tinh trúc cực cơ. Nhưng cao thủ như thế lại bị một trưởng của lăng hàn đánh nằm trên mặt đất. T. Thực lực lăng hàn mạnh bao nhiêu? Tất cả nên nhiệt tình, cũng rất khách khí, lăng hàn có thân phận trận sư, nhưng cho dù là đan sư hay trận sư, bọn họ khó có khả năng thắng được tôn trọng chân chính từ võ giả, nhiều lắm chỉ khách khí và nhiệt tình. Nhưng bây giờ Lăng Hàn biểu hiện thực lực cường đại, như vậy hoàn toàn khác biệt. Võ giả xem trọng nhất chính là thực lực, thực lực Lăng Hàn đủ cường đại, cường đại đến mức nội tâm bọn họ lạnh giá. Lăng Hàn nhìn mọi người chung quanh, nói, một trăm đạo thạch, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ha ha, Lăng Huynh chịu dẫn đường vì chúng ta, sao chúng ta có thể không biểu đạt một chút thành ý chứ? Lúc này có người đổi giọng, cũng dâng lên một trăm khối đạo thạch. Lăng Hàn không khách khí thu đạo thạch vào túi mình. Mặc dù những người này đều có liên tiếp khí, tuyệt đại đa số tài phú đều biến thành hình thức tinh tế tệ, nhưng trên người cũng mang theo một ít đạo thạch, tránh trường hợp đi tới nơi không có kết nối tinh tế hoặc thời điểm cần sử dụng đạo thạch thực tế. Hơn nữa, đạo thạch có hai nơi phát ra, một là thiên địa tự nhiên ngưng tụ thành, hai là cường giả dùng lý giải võ đạo bản thân ngưng tụ lực lượng thiên địa tạo thành, nhưng cho dù là loại nào cũng có thể trợ giúp võ giả tu hành. Cho nên, bình thường tất cả mọi người sẽ mang theo một ít đạo thạch trên người tùy thời có thể cầm lấy cả ngộ lực lượng thiên địa, lý giải võ đạo của cường giả. Lăng Hàn không ra giá quá cao, bởi vì hắn cũng biết, trên thân những người này không có khả năng mang theo quá nhiều đạo thạch. Một người một trăm, số người càng nhiều thì số lượng tài phú không nhỏ. Ai, phải nhanh chóng tìm được liên tiếp khí của mình, từ đó mở ra số tài khoản của bản thân, nếu không muốn kiếm tiền cũng trở thành việc khó khăn. chương 4170, đầm lầy, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý bị Lăng Hàn bóc lột, hơn nữa có ít người cũng nghiên cứu thật lâu, tự nhận sắp có thể nghiên cứu ra trận pháp biến hóa, cho nên bọn họ cũng không cần Lăng Hàn dẫn đường. Có tổng cộng 72 người giao đạo thạch, tính ra, Lăng Hàn đã có 7.200 khối đạo thạch, tốc độ kiếm tiền không chậm hơn ăn cướp bao nhiêu. Nhìn đến điểm này, trận sư cũng là một chức nghiệp kiếm tiền không tệ. Lăng Hàn cười nói một tiếng, đã thu tiền của người khác, hắn cũng phải thể hiện phẩm đức nghề nghiệp. Hắn tiến vào trận pháp, bắt đầu tìm hiểu cho dù là trận sư phá trận cũng cần quan sát trận pháp trước không tìm hiểu chút nào hắn dựa vào cái gì có thể phá trận hiện tại hắn chỉ bày trận nhưng hắn đã thâm nhập tìm hiểu trận pháp hơn nữa bày trận và phá trận là hai việc khác nhau bởi vì phá hư dễ dàng hơn xây dựng không mất bao nhiêu thời gian lăng hàn đã tìm hiểu rõ ràng hắn đã nắm chắc phá trận lúc này nói với mọi người đến đi theo ta mọi người đuổi theo lăng hàn đi được một đoạn đường liền ném ra một cái trận cơ Phía trước vốn có sương mù quanh quẩn, bây giờ lại rộng mở trong sáng, từ đó có thể nhìn thấy đường đi rõ ràng. Không hổ là Lăng huynh, thiên phú trận đạo kinh người. Chỉ mất một lúc đã khám phá huyền cơ của trận pháp này, lại còn có thể phá giải, chúng ta bội phục. Tất cả mọi người không tiếc lời tán dương, Lăng Hàn nghe xong liền cười cười, cường giả không cần ca ngợi, bởi vì bọn họ có đầy đủ tự tin, còn không bằng cho thêm vài khối đạo thạch mới là việc thực tế. Sau khi đi một lúc, Lăng Hàn lại cắm trận cơ thứ hai xuống sau đó hắn quay về thu trận cơ đầu tiên trận cơ hiện tại rất đáng tiền đương nhiên không có khả năng chỉ sử dụng một lần hắn không ngừng làm như vậy tốc độ cũng không nhanh nhưng cũng không có đi đường rẽ qua nửa giờ mọi người cũng bước ra khỏi trận pháp nơi này vẫn là hẻm núi loạn thạch trận chỉ là cánh cửa ngăn cản rất nhiều người mọi người tiếp tục đi lên phía trước nơi này áp chế năng lực phi hành tốc độ chạy đi cũng bị ảnh hưởng không qua bao nhiêu thời gian bọn họ đã đi tới cuối hẻm núi phía trước xuất hiện tuyệt bích trên vách núi có một hang núi rất lớn. Có người muốn bò lên trên tuyệt bích, nhưng nơi này không thể bay, bởi vì leo lên càng cao, áp lực đè ép càng mạnh, Lăng Hàn cũng thử qua một lần, hắn lại từ bỏ. Áp lực thật đáng sợ, không phải hắn có thể gánh vác nổi. Như vậy tiến vào hang núi là chạm kế tiếp, hang núi đủ lớn, bởi vậy mọi người không cần nối đuôi mà đi, hoàn toàn có thể đi song song với nhau. Trong động không tối, bởi vì có một ít nham thạch phát sáng, mặc dù không sáng lắm nhưng cũng đủ cho mọi người nhìn rõ ràng. Đoạn đường này đang đi xuống dưới đất, càng tiến lên phía trước, hang núi càng hẹp, mọi người hình thành đội ngũ biến thành dài nhỏ. Sau gần nửa ngày, từ đội ngũ đi xong xong biến thành đi một hàng dài. Lang Hàn không muốn đi phía trước, người nào thích xung phong thì đi trước đi, hắn tay trái ôm lục oa, sau lưng chính là bích tiêu công chúa, hắn đứng ở đoạn giữa. Đi lâu như vậy, bọn họ đã thâm nhập vào lòng đất, nhưng nhiệt độ không biến hóa rõ ràng, chỉ có độ ẩm rất cao, trên vách động ẩm ướt, tất cả đều là nước. Rốt cục cũng đi ra, có người kinh hô, cũng cảm thấy vui sướng. a à, trên trời lại có mặt trăng. Không thể nào, chúng ta đang đi dưới lòng đất tại sao lại có mặt trăng. Người phía trước kêu lên, sau đó bọn họ cảm thấy rất ngạc nhiên. Lăng Hàn cũng đi ra ngoài, quả nhiên, trên bầu trời xuất hiện mặt trăng màu vàng, trời sao tô điểm giống nhau bầu trời đêm bình thường. Nhưng đây là việc không thể nào. Lăng Hàn phát động nhãn thuật, Hắn nhìn lên bầu trời, lúc này hắn nhìn thấy được thứ mắt thường không thể nhìn thấy. Vầng trăng chỉ cách hắn vài vạn trượng, hơn nữa nó chỉ là một khối đá lớn, phía trên có từng hoa văn màu vàng kim, giống như khảm nạm kim loại, lúc này mới tỏa ra ánh sáng màu vàng óng. Nếu như nói đây là mặt trăng, như vậy cũng là thứ do người chế tạo ra. Quả nhiên thủ đoạn của thánh nhân rất bất phàm, chẳng những có thể lấy tùy ý đánh nát sao trời, còn có thể sáng tạo ra mặt trăng. A, à, tại sao không còn đường cũ quay về? Có người kinh ngạc nói một câu, Lăng Hàn nhìn lại, quả nhiên, cái hang núi trước đó đã biến mất. Trướng Nhãn Pháp, hắn dò xét vách đá, hắn làm thế nào cũng không thể phát hiện cửa hang. Oanh kích cũng không được, nơi này là tâm của ngọn núi, nào có cửa hang gì. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ lạ, hiển nhiên bọn họ không có khả năng đi theo đường cũ quay về, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đến đâu hay đến đó, có nhiều người như vậy, sợ ai chứ? Tất cả mọi người tràn ngập lòng tin vào bản thân mình lúc này cùng tiến lên phía trước. Nơi này là bình nguyên nhưng không có cỏ xanh mọc cao, mà là cỏ xỉ rêu màu đỏ sậm, chúng tỏa ra khí thức quỷ dị dưới ánh trăng màu vàng. Các người có phát hiện nơi này rất bất thường hay không? Có người nói, không sai, nơi này quá an tĩnh, dường như không có bất cứ sinh mệnh nào, trừ đám cỏ xỉ rêu. Có, vừa dứt lời, bọn họ nhìn thấy sinh linh đầu tiên, đó là một con rán. Ghét nhất là con rán, một nữ tính giơ chân lên, ba, nàng giẫm chết con rán khoan hãy nói nơi này có rất nhiều rán nhưng thứ này sẽ không phát ra âm thanh cho nên toàn bộ bình nguyên đều cực kỳ yên tĩnh tại sao nơi này quỷ dị như thế đúng vậy ta cũng cảm thấy như vậy mặc dù nơi này có thực vật cũng có sinh vật nhưng nó lại làm người ta cảm thấy rất hoang mang bọn họ bước đi trăng sáng dần dần hạ thấp xuống nhưng cũng không có mặt trời mọc chỉ nhìn thấy bầu trời bắt đầu sáng lên nơi này là dưới mặt đất có thể sáng như vậy là không tệ chẳng lẽ người còn mong nhìn thấy mặt trời thật hay sao? như vậy là không hiện thực. mọi người đang tiến lên phía trước, bay qua vài ngọn núi, phía trước xuất hiện một cánh rừng đầy rong. bọn họ đi tới, lúc này mới phát hiện đó là đầm lầy. cũng may, chỉ cần bọn họ vận chuyển bí lực, tự nhiên có thể làm bản thân nhẹ như lông hồng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chìm xuống. a, à, thối quá. lục hoa vội vàng bóp mũi lại. mặc dù bích tiêu công chúa không nói chuyện, nhưng vẻ mặt của nàng không tốt hơn điểm nào thật thối, đầm lầy này chính là đầm nước thối, mùi thối chui thẳng vào mũi, người nào người cũng có cảm giác buồn nôn. Sợ mùi thối nên quay về, không có khả năng, hơn nữa cũng không có đường quay về, cho nên không tồn tại suy nghĩ quay trở về. Mọi người đành phải kiên trì tiến lên phía trước, đi chừng 10 phút đồng hồ, soạt, mặt nước bị phá vỡ, bùn nhão bay tán loạn, mùi hôi gấp trăm lần xông thẳng vào mũi, gương mặt mọi người tái nhợt. Đúng lúc này, một con quái vật khổng lồ phá vỡ mặt bùn lao ra ngoài, nó tấn công một tên võ giả. Chương 4171, 100 đạo thạch, cảm ơn. Đó là quái vật gì? Lăng Hàn mở nhãn thuật quan sát, trong nháy mắt hắn nhìn rõ từng chi tiết của con quái vật khổng lồ kia. Cá trạch, ra hỏa kia tuyệt đối là một con cá trạch, toàn thân đen thui, trên miệng còn có sợi dâu thật dài, nó mở rộng cái miệng và lộ ra răng nanh kinh khủng, răng nanh còn sinh ra hàn quang giống như tiên kim tạo thành. Đi, mặc dù cá trạch lao ra một cách xuất kỳ bất ý, nhưng người nơi này cũng đều là thiên tài, năng lực của bọn họ ứng biến cực nhanh, lúc này có ba người đồng loạt ra tay tấn công con cá trạch. Kinh lực đánh lên làn da trơn trượt của con cá trạch, kinh lực đều trượt sang hai bên, cũng không thể tạo thành tổn thương lên người nó. Nhưng thân thể cá trạch bị bọn họ đánh nghiêng sang một bên, nó không thể cắn vào mục tiêu tiếp theo. Xoát, bỗng nhiên cá trạch vẫy đuôi một cái, lực lượng khổng lồ quét ngang, ba người mặt đều bị nó đánh bay ra ngoài. Oanh, 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 ba người kia đồng thời rơi xuống nước, cá chạch cũng đồng thời rơi vào trong đầm lầy, ung ục ục, chỉ có bọt khí nổi lên, đại gia hỏa này lại biến mất không còn bóng dáng. Cẩn thận, có người vội vàng hét lớn và vớt người rơi xuống nước lên. Người kia mở bí lực hộ thuẫn bảo hộ quanh người, dùng ngăn cản nước bẩn xâm nhập, mùi thối sẽ duy trì thêm mấy ngày mấy đêm, đúng vào lúc này, bên dưới sinh ra sóng ngầm cuồn cuộn, ầm ầm, con cá chạch kia lại xuất hiện và cắn vào người hắn. Sang giác, nửa người dưới của người kia bị cá trạch cắn vào miệng vô số răng nanh cắn xé bí lực thuẫn ánh sáng hộ thuẫn chấp tắt liên tục lực cắn của cá trạch kinh người bí lực hộ thuẫn tiêu hao cực nhanh chỉ cần bí lực hộ thuẫn vừa biến mất người kia nhất định không chịu nổi hai hàng răng nanh cứng rắn như tiên kim cắn xé cá trạch vô cùng thông minh vừa cắn con mồi liền không thả nó còn kéo con mồi xuống nước nơi đó mới là sân nhà của nó người kia liều mạng giấy ruộng, nếu bị kéo xuống nước chiến lực của hắn sẽ giảm xuống một cấp độ mọi người muốn cứu cũng khó, nước này quá bẩn, khắp nơi đều là nước bùn, cũng ảnh hưởng đến thị lực. Hừ, Lăng Hàn giết tới, hắn đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng bộc phát. Cá chạch vùng vẫy hai cái, nó muốn kéo con mồi vào trong nước nhưng người kia lại liều mạng dẫy ruộng, dù sao cũng là thiên tài trúc thiên cơ, cá chạch cũng khó làm được gì trong thời gian ngắn, nó không thể không nhả ra, bản thân quay đầu lao vào trong đầm lầy. Nó cảm ứng quyền lực đáng sợ của Lăng Hàn, bởi vì phía trên còn có thiên đạo hỏa quấn quanh còn muốn chạy, Lăng Hàn cười lạnh, hắn vùng nắm đấm vào mặt nước, oanh, kinh lực đáng sợ phá vỡ mặt nước, thiên đạo hỏa cuồng bạo đáng sợ, những nơi hỏa diễm quét qua sẽ có vô số hơi nước bốc lên, hỏa diễm đuổi sát con cá trạch kia. Cá trạch gào thét, nó ra sức trốn tránh nhưng không thể làm gì, nó vẫn bị thiên đạo hỏa đánh trúng, hỏa diễm đốt thân thể nó cháy khét, nhưng cũng không có mùi thịt bộc phát, ngược lại còn có mùi thối. Nó sống lâu trong nước bẩn thế này, mùi thối đã là xâm nhập vào xương cốt, nội tạng, muốn khử mùi cũng không khử được. Cảm ơn, người được cứu vội vàng nói lời cảm tạ Lăng Hàn. Một trăm đạo thạch, cảm ơn. Lăng Hàn nở nụ cười với người kia. Người kia lập tức ngạc nhiên không nhỏ, trong mắt người chỉ có tiền hay sao? Người sẽ không nói cái mạng nhỏ của người không đáng một trăm đạo thạch đấy chứ. Lăng Hàn dùng giọng điệu khoa trương nói ra. Người kia vội vàng lấy ra một trăm đạo thạch dâng lên. Nếu hắn không giao một trăm đạo thạch này, về sau sẽ bị người ta chê cười tới chết cái mạng nhi tử của mã chân quân như hắn lại không đáng một trăm đạo thạch lăng hàn thu đạo thạch lại ôm lục qua sau đó hắn đi về phía trước ầm ầm nước bùn bị phá vỡ lại một con cá chạch lớn xuất hiện và lao về phía lăng hàn muốn chết sao lăng hàn lạnh lùng nói đấm ra một quyền vô cùng đơn giản nhưng mang theo thiên đạo hỏa uy lực của nó cực kỳ đáng sợ Bành, đánh chúng một quyền trên thân cá chạch xuất hiện một lỗ thủng thân thể của nó vốn trơn trượt không chịu lực nhưng lực quyền của lăng hàn mang theo thiên đạo hỏa cũng không phải lực lượng đả kích đơn giản như vậy quyền kinh đánh xuyên qua thân thể của nó lực lượng kinh khủng lại tiến hành đả kích hai lần cho nên cũng tạo thành sát thương mạnh nhất lăng hàn nhìn cũng không nhìn nhiều hắn ngẩng đầu rời đi cá trạch lớn vùng vẫy vài lần nó nhanh chóng cứng đờ và chết hẳn mọi người thấy thế không ai không sợ hãi chiến lực lăng hàn quá kinh khủng người khác đánh một kích cũng không thể phá vỡ ra cá trạch ra hỏa kia dùng một quyền là có thể đánh ra một lỗ thủng quả thật không thể so sánh với nhau. Đương nhiên, Lăng Hàn hiện tại có thể trà đạp thiên tài ngũ tinh trúc cực cơ, một con cá trạch thì tính là cái gì? Có một ít nữ tử lộ ra vẻ mặt si mê, một trận sư thiên tài lại thêm thiên phú võ đạo kinh người, Lăng Hàn giống như minh tinh trong mắt nữ nhân. Hơn nữa Lăng Hàn còn là thổ dân của vùng đất lạc hậu, có thể nói lai lịch trong sạch, nếu có thể thu hắn vào làm rể, tương lai gia tộc của mình sẽ có thêm trợ giúp to lớn. Nghĩ như vậy, những nữ tử kia nhìn về phía bích tiêu công chúa với ánh mắt không thân thiện còn cảm thấy nàng cực kỳ chướng mắt nếu như lăng hàn không phải đang ở nơi này các nàng nhất định sẽ đẩy bích tiêu công chúa vào trong nước nhìn nàng chết đuối hoặc bị cá chạy ăn thịt có lăng hàn mở đường phía trước đoàn người tự nhiên thông suốt thời gian trôi qua càng lâu bọn họ càng sợ hãi thời điểm lăng hàn mở đường bọn họ phát hiện bí lực của hắn nhiều đến kinh người có một ít cá chạch lựa chọn công kích những người khác lăng hàn lười nhát xuất thủ hắn cũng không phải bảo mẫu không có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ. Đương nhiên, nếu có người chịu suốt 100 đạo thạch, hắn cũng không quan tâm ra tay giúp đỡ một chút. Cũng may, tất cả mọi người đều có chuẩn bị, muốn hóa giải cá trai công kích cũng không khó, cho nên đoạn đường này hữu kinh vô hiểm. Ban ngày qua đi, màn đêm xuất hiện, bọn họ vẫn chưa rời khỏi đầm lầy, mọi người vội vàng lên đường, ở nơi này nhưng không có biện pháp nghỉ ngơi, chỉ cần bí lực cạn kiệt, bọn họ sẽ lọt vào trong nước bùn, chỉ bằng vào mùi thối cũng có thể giết người. Lại đi thêm nửa đêm, cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi khu vực đầm lầy. Phía trước là bình nguyên đá gập ghềnh, từng khối đá cao thấp chập trùng, trên tảng đá đều sinh ra cỏ xỉ rêu màu đen. Mọi người cùng tiến lên, lại đi hơn trăm dặm đường, phía trước xuất hiện một sơn cốc, bọn họ đi vào và phát hiện khắp nơi trong sơn cốc là từng căn nhà đá. Nhưng các căn nhà trống rỗng, hiển nhiên đã bị đá bỏ xó thời gian rất dài, bàn đá, trên giường đá đọng lại một lớp bụi dày. Theo lý thì nơi này phải có người ở từ đồ dùng trong nhà lớn nhỏ thì ta có thể phán đoán hình thể bộ tộc nơi đây cực kỳ cao lớn người trưởng thành cao ít nhất là chín thước có quá nhiều tộc đàn phù hợp tiêu chuẩn bộ tộc nơi đây không thể dựa vào đó mà đánh giá là tộc đàn nào mọi người vào trong nhà đá sau đó nhau cùng đánh giá chung quanh còn có một vấn đề những người tiến vào trước chúng ta đã đi đâu đúng vậy bọn họ cũng không phải người đầu tiên đi vào nơi đây những người đi trước đang ở đâu a à, các ngươi mau đến xem có người kêu lên, tất cả mọi người nghe tiếng đi tới, nhìn thấy trong nhà đá là bộ xương hóa thạch, có thể nhìn rõ ràng khung xương của thi hài to lớn kinh người, khi còn sống là người rất lớn. Chương 4172, Lang tộc đại tế tự. Lang Hàn cũng đi tới, hắn quan sát khung xương trước mặt. Nhìn khung xương rất giống nhân tộc, nhưng tuyệt đối không phải nhân tộc. Không phải bởi vì nó quá mức cao lớn, mà là đầu, tay, đủ các loại chi tiết đều khác xa nhân tộc. Là lang nhân hoặc báo nhân có người nói phần miệng nhô ra tay chân có móng tay dài nhọn mà sắc bén hoàn toàn giống như thú nhân chưa hóa hình hoàn toàn đúng vậy những người khác đều đồng ý với kết luận của người vừa rồi nơi này trước kia có rất nhiều lang nhân hoặc là báo nhân cư trú cũng có thể là thú nhân nơi này đã bị tiêu diệt đây là thi thể của kẻ xâm lược không có chút giá trị tham khảo nào có người lắc đầu những người khác cũng lắc đầu đúng thế một thi thể như vậy không nói rõ cái gì làm sao có thể trở thành manh mối chứ mấu chốt chính là những người đi trước đang ở nơi nào có người nói ta thấy nơi này là một tử gốc cũng không có đường khác để rời đi chúng ta đi tới nơi này nhưng không phát hiện lối rẽ chuyện này thật kỳ quái tất cả mọi người nghi hoặc nội tâm cũng sinh ra hiếu kỳ rất mạnh ha ha các ngươi đang tìm ta sao một giọng nói vang lên mọi người đều quay đầu nhìn sang bọn họ nhìn thấy một tên nam tử đang nhanh chân đi tới nơi này trên mặt còn nở nụ cười thân thiện ngươi là từ quảng lâm không phải ngươi đã sớm thông qua loạn thạch trận hay sao đúng rồi ngươi không phải người đi cùng chúng ta có thật nhiều người nhận ra nam tử này cũng nói ra thân phận của hắn từ quảng lâm người từ đâu chạy tới đây những người khác đang ở đâu mọi người đều lên tiếng từ quảng lâm mỉm cười đi theo ta ta dẫn các ngươi đi một chỗ câu hỏi của các ngươi sẽ được giải đáp mọi người nhìn nhau đều nghĩ thầm có phải là cái bẫy hay không nhưng bọn họ lại không có đạt được thánh nhân truyền thừa từ Quảng Lâm hại bọn họ có ý nghĩa hay sao? Lại nói thực lực đám người bọn họ cũng không yếu, cần sợ hãi hay sao? Còn nữa, bọn họ hiện tại đã tiến vào ngõ cụt ở lại nơi đây cũng không được gì. Đi, mọi người đi theo Từ Quảng Lâm nhìn thấy ra hỏa kia dẫn bọn họ tiến vào một căn nhà đá di chuyển giường đá phía dưới là một địa đạo. A, à, khó trách ra hỏa kia đột nhiên xông ra, thì ra có địa đạo. Từ Quảng Lâm đi vào bên trong. Mọi người cũng đi theo. Con đường rất dài, bọn họ đi khoảng nửa giờ, cuối cùng bọn họ đã thoát khỏi địa đạo, phía trước là một sơn cốc nhỏ rộng rãi sáng sủa, có nước chảy, có đá đủ mọi màu sắc đang phát sáng. Hoan nghênh mọi người đi vào, Lang tộc thánh địa, Từ Quảng Lâm xoay người lại và nói với đám người, "Lang tộc thánh địa, nơi lúc trước là lang nhân cốc sao, thi thể kia cũng là lang nhân. Đến, đi theo ta, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ hiểu ra tất cả bí ẩn." Từ Quảng Lâm cười cười, hắn tiếp tục dẫn đường đi không bao lâu, lại nhìn thấy một đám người hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc là đi qua đi lại. Những kẻ này đều là người thông qua loạn thạch trận từ trước, cũng tiến vào nơi đây sớm hơn. Mọi người chào hỏi nhau, nơi này có thật nhiều người biết nhau, có một ít từng kết minh, sau khi tiến vào nơi này liền bị chia rẽ, không thể đi cùng nhau. Lăng Hàn nhìn chung quanh, hắn không nhìn thấy Trang bất phàm. A, à, ra hỏa kia đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có nhân không kiên nhẫn hỏi một câu. An tâm chớ vội, sẽ có người giải đáp cho ngươi." "Ai?" Lão hủ, một giọng nói già nua vang lên, dẫn tới đám người nhìn sang hắn. Đó là nam tử vóc người cao lớn, toàn thân đều bao phủ bên trong áo choàng, thân cao chừng 10 thước, cũng cao hơn mọi người một cái đầu, hắn đứng ở nơi đó, cơ thể che lấp ánh sáng trước mặt mọi người. Tay trái của hắn cầm quái trượng vô cùng nặng nề, thời điểm đặt xuống sẽ phát ra tiếng nổ lớn, toàn bộ sơn cốc cũng chấn động. Lang Hàn nhìn lướt qua, hắn nhìn thấy tay trái nam tử cầm quải trượng có lông xù đầu ngón tay dài giống như thanh đao sắc nhọn. Lão hủ chính là lang tộc đại tế tự, nam tử cao lớn dừng lại, dùng tay phải kéo áo choàng đầu xuống, cũng hiện ra một gương mặt đầy lông xù. Đó là cái đầu sói, đôi mắt màu xanh lá và tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Lang hàn phát động nhãn thuật, hắn kinh ngạc phát hiện, không nhìn thấu tu vi của lang nhân trước mặt. Việc này cũng bị lang tộc đại tế tự phát hiện, hắn nhìn sang lang hàn nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi. Các ngươi nhất định đang cảm thấy khó hiểu, được rồi, lão hủ sẽ giải thích với các ngươi." Vị lang tộc đại tế tử kia bắt đầu nói, "Lang tộc ta cư trú nhiều thế hệ ở đây, nhưng rất nhiều năm trước, một trận ôn dịch đã quét sạch tất cả, dẫn đến con dân lang tộc ta hết. Vì bảo tồn ngọn lửa hy vọng, tổ tiên lão hủ phong ấn đứa bé may mắn còn sống sót, chờ tới khi tìm ra biện pháp giải quyết ôn dịch sẽ giải phong cho bọn họ. Chúng ta dựa theo ý của thiên thần, hy vọng của lang tộc cũng rơi vào người từ bên ngoài các ngươi. Tiến vào Thiên Huyền động, thu hồi thần dược, đương nhiên nơi nào cũng có thứ các người cần. Đám người lăng hàn nghe xong liền tặc lưỡi, đây là thiết lập của di tích cổ sao. Cái gì ý của thiên thần, khẳng định là cổ dương thánh nhân sáng tạo hoặc thời điểm đưa lang tộc vào nơi này đã tẩy não bọn họ, biến bọn họ làm người dẫn đường. Đây là kịch bản an bài, cổ dương thánh nhân viết kịch bản. Đương nhiên bọn họ sẽ không nói trắng ra, bởi vì lang tộc đại tế tự chưa chắc sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ phá diệt hy vọng của đối phương và làm đối phương thẹn quá hóa giận cho nên tất cả mọi người đều diễn theo kịch bản có sẵn có thứ các người cần khẳng định là truyền thừa của thánh nhân tất cả mọi người kích động hận không thể lập tức xuất thủ nhưng lang tộc đại tế tự lại không gấp gáp dựa theo lễ cũ cần đợi thêm một đoạn thời gian để càng nhiều người tiến vào nơi này và cùng hành động được rồi quả nhiên người đi tới trước cũng không có ưu thế gì không có biện pháp cũng không thể dùng đao gác lên cổ lang tộc đại tế tự bảo đối phương nói ra thiên huyền động ở nơi nào thế là đám người lang hàn cũng giống như người tới trước, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là đi dạo khắp nơi, cực kỳ nhàm chán. Lang hàn không lo lắng gì, hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục thôi diễn trận văn. hắn còn kém một ít là có thể nắm giữ thêm trận văn. một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. lại có người lục tục tới đây, đều là lang tộc đại tế tự đột nhiên xuất hiện, nói là có một nhóm dũng sĩ mới tiến vào lang nhân cốc, muốn bọn họ đi tiếp dẫn, sau đó lại tái diễn cảnh của đám người lang hàn trải qua trước đó. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, lang tộc đại tế tự lại đi ra lần nữa. Thời gian không còn bao nhiêu, hắn nói, đôi mắt xanh lá tỏa ra hào quang cực kỳ hưng phấn. Lang tộc ta có thể tái sinh hay không phải xem các ngươi. Xin đại tế tự yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Có người lập tức nói ra, vỗ mông ngựa nhân vật trong kịch bản cũng không mất cái gì, nói không chừng có thể đạt được thêm ngoài ý muốn, về sau thu hoạch được chỗ tốt gì đấy. Theo lão hủ tới đi chương 4173, được chân truyền. Tất cả mọi người đi theo lang tộc đại tế tự, đi tới cuối sơn cốc, sau đó lang tộc đại tế tự lẩm bẩm với vách núi, không biết hắn đang nói cái gì, sau đó dùng quải trượng nện vào vách đá, đột nhiên một cái động xuất hiện trên vách đá. Đây chính là thiên huyền động, nơi này có cấm chế nhắm vào lang nhân, lão hủ không thể đi vào. Lang tộc đại tế tự thở dài, nói, các người đi thôi, hy vọng các người có thể thành công, cứu vãn tương lai lang tộc ta. Tất cả mọi người gật đầu, lúc này mới phù hợp kịch bản, bằng không người ta đã đi vào trong, còn cần bọn họ làm gì. Xin đại tế tự yên tâm, tất cả mọi người tranh nhau tiến vào hang động, đây chính là khảo nghiệm sau cùng, bọn họ có thể đến nơi đây, nói rõ đều là đạt được thánh nhân tán thành, như vậy rất có hy vọng thu hoạch được thánh nhân truyền thừa. Quả nhiên, bọn họ mới là thiên kiêu mạnh nhất, lang hàn vô cùng kinh ngạc, sự việc dễ dàng như vậy sao? Nói tới nơi này có khiêu chiến gì, như vậy chính là cổ chiến trường, đằng sau có loạn thạch trận, kế tiếp là đầm lầy. Tất cả đều có thể dùng tổ đội thông qua, độ khó thấp đến đáng thương. Chỉ cần đi ngang qua nơi này đều có thể đạt được tán thành, tiến vào mắc xích sau cùng. Nói đùa gì thế, đừng nói thánh nhân truyền thừa, cho dù là chú đỉnh chết đi cũng sẽ không tùy tiện tìm cho mình một truyền nhân như thế. Hơn nữa, nếu thật dễ dàng như thế, thánh nhân truyền thừa đã sớm bị người ta lấy đi. Lăng Hàn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, trong tay hắn ôm lấy lục hoa, quay đầu thấp giọng nói với Bích Tiêu công chúa. Tất cả phải cẩn thận, ta sợ có biến cố. Bích Tiêu công chúa không hiểu, sau đó giật mình, chẳng lẽ Lang Hàn sợ thánh nhân truyền thừa vừa xuất hiện dẫn phát tranh cướp hay sao? Được, nàng gật đầu, Lang Hàn biết nàng cũng không để ý tới lời khuyên của mình, nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần nàng cảnh giác một chút là tốt rồi. Bọn họ bước đi, qua 10 phút sau, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái động rộng rãi, động cao ba mươi mấy trượng, chỗ rộng nhất là ngàn trượng, chỗ hẹp nhất cũng 200 trượng. Trong hang động đá vôi có một cái cây cột đá cao 3 trượng, nó xuất hiện cực kỳ đột ngột. Nơi này cũng là điểm cuối của hang động, thánh nhân truyền thừa sao, có người kêu lên, cũng cảm thấy không cam lòng, đã không có, khó trách vô số vạn năm qua đi, không ai có thu hoạch, thì ra đây là một âm mưu. Tất cả mọi người bị cổ dương thánh nhân khi dễ, nơi này làm gì có thánh nhân truyền thừa, bị chơi sỏ, bị lừa. Lúc này, rất nhiều người nổi trận lôi đình, đi, trở về ép hỏi đại tế tử kia, nói không chừng là hắn đang lừa gạt chúng ta. Đúng, trở về tìm lão gia hỏa kia, có ít người đi trở về, nhưng luôn có người tò mò, bọn họ đi tới cột đá chính giữa, đưa tay sờ một cái, ông, cột đá phát sáng, sau đó, ba, một quyển sách xuất hiện. Thánh nhân, thánh nhân truyền thừa, người kia run rẩy nói ra, dáng vẻ cực kỳ kích động. Hắn nhìn thấy rõ ràng, trên sách có bốn chữ cổ dương thiên kinh. Đây không phải thánh nhân truyền thừa sao? xem ra thánh nhân truyền thừa là thật, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chầm vào hắn, rất nhiều người hưng phấn. Giao ra đây, lúc này có người kêu lên, thánh nhân truyền thừa, đừng nói bọn họ, cho dù là tôn giả tới cũng đánh sống đánh chết. Người kia làm sao chịu nghe, hắn nhanh chóng thu quyển sách vào trong pháp khí không gian, truyền thừa như vậy, đánh chết hắn cũng không có khả năng giao ra. Người muốn chết, xeo, lúc này có người xông tới, đã có một người đầu tiên, như vậy sẽ có người thứ hai, hiu 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 càng ngày càng nhiều người không kiên nhẫn và xông lên xuất thủ lúc này có càng nhiều người gia nhập chiến đấu gia nhập đội ngũ tranh đoạt oanh 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 hỗn chiến bộc phát kịch liệt cực kỳ đáng sợ vì thánh nhân truyền thừa bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình với kẻ nào tất cả đều xuất thủ toàn lực muốn đánh bại mọi người và thu được cơ duyên lớn nhưng vẫn có người không gia nhập chiến đấu hắn đi tới và vuốt cột đá ba lại là một quyển sách trống rỗng xuất hiện cổ dương thiên kinh người kia vui mừng lập tức thu sách lại, dù động tác của hắn rất bí mật nhưng vẫn có người nhìn thấy. Những người kia cũng không có tranh đoạt, hắn tiến lên, đưa tay sờ cột đá, kết quả, ba ba ba, một quyển sách xuất hiện, đều là cổ dương thiên kinh. Sách này quá nhiều, ngay cả những người đang kịch chiến cũng thấy được, lúc này có không ít người thoát ra khỏi cuộc chiến, sau đó những người như vậy càng ngày càng nhiều. Hỗn chiến kết thúc, nơi này vẫn lưu lại 17 thi thể, chiến đấu kịch liệt như thế thì làm sao không có người chết. Tất cả mọi người im lặng, Lúc này cùng tiến lên chạm vào cột đá, nhưng cũng không phải mỗi người đều đạt được cổ Dương Thiên Kinh, có ít người đưa tay sờ vào nhưng không có phản ứng. Dường như chúng ta bị đùa giỡn, mọi người so sánh cổ Dương Thiên Kinh với nhau, kết quả mỗi bộ đều không giống nhau. Có lẽ có một quyển là thật, có lẽ tất cả đều là giả. Hi hi, phụ thân, chúng ta cũng thử xem, Lục Hoa vươn tay nhỏ và nói ra. "Được." Lang Hàn cười nói, hắn ôm lấy Lục Hoa tiến lên, đầu tiên là Lục Hoa đưa tay ấn vào cột sáng lóe sáng ba một quyển sách xuất hiện cổ dương thiên kinh không biết quyển thứ mấy Lăng hàn cười cười hắn cũng đưa tay ấn vào cột đá a à, hắn kinh ngạc phát hiện bàn tay của mình sáng lên sau đó một đạo ý chí tang thương xuất hiện trong đầu hắn người cách một thế hệ rốt cuộc người đã đến lão phu đã đợi người rất lâu nếu người đã nghe được đoạn âm thanh này nói rõ người thông qua được giai đoạn khảo nghiệm đầu tiên của lão phu có thể chiếm được công pháp trúc cơ cảnh cổ dương thiên kinh còn có ba bí cảnh khảo nghiệm chờ ngươi, phân biệt đối ứng chú đỉnh, sinh đan cùng chân ngã cảnh. Chỉ khi ngươi thông qua toàn bộ khảo nghiệm mới có thể có đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của lão phu. Lúc này, có lượng lớn tin tức rót vào trong đầu Lăng Hàn, đây là một bộ công pháp, nhưng chỉ có phương pháp tu luyện giai đoạn trúc cơ, sau đó chính là ba tọa độ, còn có ba phương pháp mở bí cảnh. Lăng Hàn lại có suy nghĩ khác, hắn lập tức khẳng định, đây chính là cổ Dương Thiên Kinh chân chính, tin tức bác đại tinh thâm cho dù vẫn chưa tu luyện nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định, công pháp này ít nhất gấp 20 lần Đại Nhật Liên Hoa Quyết. Cổ Dương Thánh Nhân rất thích chơi đùa, hắn tạo ra một đống công pháp giả, hơn nữa còn phân 1 2 3 4, hắn phải hoàn thành ba bí cảnh mới có thể đạt được Cổ Dương Thiên Kinh hoàn chỉnh. Nhưng cứ như vậy cũng không có ai biết thánh nhân truyền thừa chân chính rơi vào hắn trong tay, truyền thừa thật sự lại nằm trong đầu hắn. Tất cả huyết chiến lúc trước chỉ phí công, hắn kiên trì cũng đạt được hồi báo cũng có thể thánh nhân chọn lựa truyền nhân không chỉ yêu cầu thực lực cường đại, hơn nữa còn đầy đủ kiên trì. Kiên trì, đây là phẩm chất quý báu trên con đường tu luyện võ đạo, nhiều khi có va đầu vào tường cũng phải có quyết tâm tiến thẳng về phía trước. chương 4174, Đại Tế tự có chuyện xưa. Lăng Hàn không do dự lui về phía sau, đích tiêu công chúa đi lên, nàng đưa tay ấn một cái, ba, lại một bản cổ dương thiên kinh xuất hiện, những người phía sau cũng tiến lên ấn vào. Những người còn lại đi lên thử, nếu đã tới nơi này, bọn họ không thử thì làm sao cam tâm. Có ít người chẳng đạt được gì, có ít người thì là đạt được cổ dương thiên kinh hàng vỉa hè. Hơn một giờ qua đi, mỗi người đều thử một lần, tổng cộng mở ra 739 bản cổ dương thiên kinh, về phần trong đó có bản nào là thật hay không, Lăng Hàn biết chắc là không có, nhưng những người khác lại không cho rằng như vậy, đều đảo mắt nhìn sang người khác, nghĩ có nên xuất thủ cướp đoạt hay không. Mặc dù đã đắc thủ thánh nhân truyền thừa, trong lòng Lăng Hàn vẫn sinh ra hoài nghi có phải tất cả quá thuận lợi hay không? Hắn trả giá chính là chiến đấu 21 ngày trong cổ chiến trường, quả thật có không ít thiên tài không kiên trì nổi, nhưng vấn đề là đoạn đường đi tới đây quá thuận lợi. Với tính cách thích chơi của cổ dương thánh nhân, cổ dương thiên kinh hoàn chỉnh còn phải phân ra 4 lần, dễ dàng đạt được chút cơ thiên cổ dương thiên kinh như thế. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cạc cạc cạc, rốt cuộc ta cũng có thể chờ ngày hôm nay. Một tiếng nói giả nua vang lên, lang tộc đại tế tự dựng quải trượng đi tới, nói. Rốt cuộc thánh nhân truyền thừa cũng xuất thế. A, à, lão đầu ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải muốn thần dược gì đó, muốn lưu hy vọng tương lai cho con cháu Lang tộc hay sao? Không phải ngươi nói Lang tộc nói không thể tiến vào hang động. Ngươi thiết làm sao lại đột nhiên sập đây? Hơn nữa, ngươi làm sao biết thánh nhân truyền thừa? Thân là quân cờ, ngươi không nên biết việc này, ngươi phải làm việc theo kịch bản chứ. Lang tộc đại tế tự cười to, khinh thường nói: Các ngươi cho rằng mình mới là người cao cao tại thượng? sai nếu không phải ta lượt bỏ vô số trình tự thay các ngươi các ngươi cần trải qua vô số khó khăn trùng điệp cần ít nhất mấy tháng sau mới có thể tới đây chỉ có một người có thể đi tới nơi này nhưng một người đạt được truyền thừa quá thấp cho nên ta liền tiết kiệm một chút thời gian thay các ngươi thuận tiện dẫn tất cả mọi người tiến vào nơi này cũng có thể tăng thêm cơ hội thành công cuối cùng ông trời có mắt ta đã thành công sau khi mọi người nghe xong bọn họ cảm thấy mờ mịt không hiểu là nhân vật trong kịch bản đột nhiên thức tỉnh cho nên quyết định không theo kịch bản. Không vội, chúng ta có nhiều thời gian, ta cũng sẽ nói rõ từ đầu tới đuôi với các ngươi, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, không nói ra ta thật không chịu được." Lang tộc đại tế tự nói. Trước một cố sự này, đại tế tự cũng không quản mọi người có nguyện ý nghe hay không, hắn cũng đã lên tiếng. Cách đây thật lâu, vào lúc bí cảnh mở ra đã có lượng lớn võ giả tiến vào nơi này, lại đi tới Lang nhân cốc. Ngay lúc đó Lang nhân cốc cũng không phải như bây giờ, nơi đây có rất nhiều lang nhân kẻ ngoại lai phải đạt được lang nhân tín nhiệm mới có tư cách đi ít kiến đại tế tự mà đại tế tự sẽ an bài rất nhiều nhiệm vụ và khảo nghiệm phi thường phi thường khó mà hoàn thành chỉ có một người có thể tiến vào thiên huyền động những người khác đều vô duyên đây chính là ảnh thu nhỏ đời đời kiếp kiếp vô số lần bí cảnh mở ra nhưng có một lần xuất hiện khác biệt bởi vì một nữ mạo hiểm giả yêu một tên lang nhân trong lang nhân cốc nàng lưu lại lưu lại nơi dơ bẩn nhỏ hẹp này và vượt qua cả đời nàng không hối hận nhưng nàng báo tất cả lại cho con của nàng, con trai của nàng lại phi thường không cam tâm. Vì cái gì ta phải bị vây ở nơi này? Vì cái gì ta phải làm một con cờ?" Lang tộc đại tế tự giận dữ hét lên, cho nên, khi biết được tất cả, ta bắt đầu mưu đồ, tất cả phải là của ta. Nhưng ta có được huyết thống bán lang nhân, vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Trừ phi, thánh nhân truyền thừa bị lấy đi, khi đó bí cảnh vỡ nát. Đáng tiếc, ta cũng không phù hợp yêu cầu của thánh nhân. Không có cách gì đạt được truyền thừa, cho nên ta liền đơn giản hóa tất cả trình tự, chỉ cần có người tới lang nhân cốc thì ta sẽ dẫn tới nơi đây. Người càng nhiều, sẽ có thời điểm có người đạt được thánh nhân truyền thừa. Mà ta sẽ đoạt phần cơ duyên này, lang tộc đại tế tử cao ngạo nói ra, lời nói tràn đầy tự tin. Tất cả mọi người cười lạnh, dùng ánh mắt đáng thương nhìn lang tộc đại tế tử. Người bị chơi xỏ, ai đạt được thánh nhân truyền thừa đều là giả, một đám ngớ ngẩn, lang tộc đại tế tử cười nói: Ta ở chỗ này bao nhiêu năm, chẳng lẽ ta không rõ bí cảnh tan vỡ hay không? Chỉ có một ngày mà thôi, nơi này sẽ biến mất vĩnh viễn, cho nên thánh nhân truyền thừa đã bị người ta chiếm được. Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người động tâm. Thánh nhân truyền thừa xuất thế, nằm trong tay ai? Lang Hàn lại cười lạnh, hắn vốn cho rằng mình đạt được thánh nhân truyền thừa không người biết được, hắn không ngờ rằng Lang tộc đại tế tự lại không theo kịch bản. Hư, người cho rằng mình là ai? Có người nói Bí cảnh này mỗi một vạn năm mở ra một lần, cho dù là chân ngã cảnh cũng chỉ có thọ nguyên vạn năm. Từ khẩu khí của ngươi, ngươi đã trải qua rất nhiều lần bí cảnh mở ra, đừng nói ngươi là tứ cực cảnh tôn giả, đến tịch diệt cảnh thánh nhân cũng không sống lâu như vậy. Tất cả mọi người lắc đầu, trong bí cảnh này, đừng nói tu thành tôn giả, cho dù là chú đỉnh cũng không có khả năng. Hỏi rất hay, lang tộc đại tế tự thu quải trường và cởi áo choàng ra. Mặc dù thời gian chân thực đã qua mấy trăm vạn năm, nhưng với ta chỉ có mấy trăm năm mà thôi. Bởi vì, mỗi lần bí cảnh mở ra thì ta mới có thể thức tỉnh, thời gian khác ta đều bị lực lượng thiên địa nơi này áp chế tự thân, vẫn ở trong trạng thái phong ấn, sinh mệnh gần như đình chỉ trôi qua. Cho nên, ta bây giờ đang thời điểm cường thịnh nhất. Hắn ném áo choàng qua một bên, xuất hiện một nam tử trung niên hùng tráng khôi ngô, khí khái hào hùng, sức sống mãnh liệt. Quả nhiên, hắn không già nua chút nào. Ba ba ba, có một người thanh niên vỗ hai tay, sải bước đi ra, cười nói. Quả nhiên ngươi rất biết tính toán, nhưng ngươi có lưu ý hay không? Lực lượng thiên địa nơi này cực kỳ cần cỗi, ngươi có thể tu luyện tới độ cao gì? Lui một vạn bước, cho dù ngươi có thể tu luyện tới chú đỉnh và sinh đan cảnh thì như thế nào? Nơi này áp chế cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra chiến lược trúc cơ. Hừ, quy xuống cho ta, người trẻ tuổi kia xuất thủ bắt lấy lang tộc đại tế tự. Ba, lang tộc đại tế tự chỉ tiện tay vỗ một cái, người tuổi trẻ kia liền ngã quỵ xuống đất, máu tươi từ đầu của hắn chảy ra ngoài, hắn bị chụp chết tại chỗ. T. Người tuổi trẻ kia chính là thiên tài trúc cơ thiên, mặc dù chỉ là cấp bậc nhất tinh, có thể bị một tay vỗ chết, thực lực chênh lệch bao lớn. Ngớ ngẩn, lang tộc đại tế tự lạnh lùng nói, ông, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tiểu đỉnh. Chú, chú đỉnh cảnh, có người kinh hô, T. Khí thức không bị suy yếu, đây mới thực sự là chú đỉnh cảnh. Làm sao có thể? Chương 4175, áp chế toàn bộ. Yểm nguyệt bí cảnh áp chế tu vi, đừng nói chú đỉnh, cho dù nhân vật cấp độ giáo chủ tới, tiến vào nơi này cũng phải thành thành thật thật làm chúc cơ cảnh. Thủ đoạn của thánh nhân, đại năng cấp giáo chủ cũng không thể đối kháng. Cho nên, ít có cường giả tiến vào nơi này, vạn nhất không khéo, gặp được một tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh hắn một trận, nếu hắn bị giết thì biết đi nơi nào kêu oan. Nhưng lang tộc đại tế tự trước mặt chẳng những là chú đỉnh cảnh, hơn nữa còn có thể vận chuyển ra tu vi chú đỉnh cảnh mặc dù chỉ có một đỉnh là bước đầu tiên của chú đỉnh nhưng đối với trúc cơ mà nói đây là ưu thế nghiền ép tại sao có thể như vậy lang nhân đại tế tự trí tuệ vững vàng hắn cảm thấy toàn cục đang nằm trong tầm khống chế của bản thân hắn cười nói ta xuất sinh ở đây thiên địa áp chế không có hiệu quả với ta hơn nữa ta tàn sát tất cả tộc nhân thông qua thôn vệ huyết mạch của bọn họ thành công đột phá vào chú đỉnh cảnh nếu không phải như thế, ta làm sao có thể lòng tin như thế? Mọi người nghe xong, ai cũng nhíu mày, nội tâm cảm thấy nặng nề. Hiển nhiên kế hoạch của lang như đại tế tự chu đáo chặt chẽ, lợi dụng bọn họ đạt được thánh nhân truyền thừa, hắn có được thực lực chú đỉnh, hắn muốn làm cái gì cũng không thành vấn đề. Không nói những việc khác, tiên đỉnh vừa ra, từ khí thế đã có thể áp chế trúc cơ, bọn họ không thể phát huy ra một thành thực lực. Làm sao bây giờ? cho dù trong bọn họ thực sự có người đạt được thánh nhân truyền thừa chịu giao ra nhưng có thể còn sống hay không đối phương đạt được thánh nhân truyền thừa khẳng định sẽ giết người diệt khẩu làm sao giải khốn cục này mọi người đều là thiên tài có ít người thậm chí là tứ tinh đặt ở bên ngoài bọn họ không thèm nhìn lang tộc đại tế tự bởi vì thiên phú quá kém nhưng còn bây giờ thì sao một chú đỉnh xuất hiện thực lực của hắn có thể phá vỡ tính cân bằng tất cả mọi người liên thủ có thể đánh bại một chú đỉnh sao Bất kể nói như thế nào, bọn họ đều muốn thử một lần, nếu không. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao truyền thừa cho ta, lang tộc đại tế tự cao ngạo nhìn một nữ tử, cũng bắt lấy nàng. Hắn nửa người nửa sói, hai tay cũng là lang chảo, thô to, móng tay dài nhọn như lưỡi đao. Nữ tử kia là thiên tài nhất tinh trúc thiên cơ, vốn có thực lực phi phàm, nhưng ở trước mặt một tên cường giả chú đỉnh, thực lực của nàng không đủ nhìn. Bị tiên đỉnh áp chế, nàng không phát huy ra nổi một thành chiến lực, toàn thân lạnh dung, cũng không thể chống cự. Hách, mấy người bên cạnh nàng cùng ra tay ngăn cản lang tộc đại tế tự. Môi hở răng lạnh, bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù bọn họ liên thủ cũng vô dụng, bị lang tộc đại tế tự đánh một chảo, đám người bay ra ngoài. Một đám cặn bã cũng dám đấu với ta, lang tộc đại tế tự cười lạnh, hắn hừ một tiếng, lại cầm quải trượng sau đó gõ lên mặt đất, tất cả mọi người cảm thấy bị một lực lượng khổng lồ áp chế, bọn họ muốn động đậy nhưng rất khó khăn. Cái sơn động này vốn dùng áp chế huyết mạch lang tộc, nhưng bị ta cải biến một chút, hiện tại biến thành áp chế tất cả tồn tại trừ huyết mạch lang tộc. Khốn kiếp, còn có thể chơi như vậy. Ban đầu bọn họ không phải đối thủ của lang tộc đại tế tự, hiện tại ngay cả động đậy cũng khó khăn, việc này không khác gì đã rét vì gió lại lạnh vì xương. Cho dù bọn họ liên thủ thì như thế nào, có thể làm được gì? Xong đời, lần này bọn họ triệt để xong đời. Lang tộc đại tế tự cười ha ha hiện tại giao truyền thừa ra đây không giao cũng không có quan hệ ta có siêu hồn thuật có thể siêu hồn từng người cũng đừng mong giấu giếm ta hắn nắm lấy một người phốc móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua xương sọ người kia sau đó móng tay của hắn tỏa ra ánh sáng màu xanh toàn thân người kia rét run tứ chi người kia thả lỏng hoàn toàn không có sinh cơ phế vật vô dụng lang tộc đại tế tự hừ lạnh một tiếng cũng vứt sang một bên giá người hắn cao một trượng cho nên ném người đi cũng không khác gì diều hâu bắt gà mọi người lạnh lẽo xử lý như thế nào lang hàn cũng đang nghĩ biện pháp ý niệm trong lòng hắn thay đổi thật nhanh muốn tiêu diệt lang tộc đại tế tự kỳ thật rất đơn giản hắn chỉ cần tế ra thiên đạo hỏa trong hỗn độn cực lôi tháp là được rồi vấn đề nằm ở chỗ sẽ bại lộ hắn là tiểu tặc hỏa thiêu thánh địa mặc dù việc này sẽ làm thanh danh hắn tăng lớn nhưng lang hàn hiện tại không ưa thanh danh cho nên trừ phi bất đắc dĩ Lăng Hàn không muốn sử dụng thiên đạo hỏa. Còn có biện pháp khác hay không? Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, hắn lấy quỷ minh đăng ra ngoài, đây là bảo khí của La Huyến, do đại năng cấp giáo chủ tự tay luyện chế, dầu tháp chính là thi thể chú đỉnh cảnh luyện chế mà thành. Thử một chút, tiên đạo cơ thạch của hắn giống như viễn cổ tiên môn xây dựng thành, hơn nữa còn có hai khối tiên cơ, hắn có thể miễn dịch với áp chế cường đại, hoàn toàn không tội nghiệp giống những người khác. Hắn yên lặng vận dụng quỷ minh đăng, lúc này khí thức tà ác lưu truyền, quỷ hỏa đột nhiên phun ra ngoài và đốt lang tộc đại tế tự. Ừm, lang tộc đại tế tự lộ ra một vẻ kinh ngạc, không ngờ có người có thể sử dụng bảo khí. Vào lúc này, xoát xoát xoát, một đạo quang hoa sáng lên, lại còn có người một người xuất thủ phát động công kích vào lang tộc đại tế tự, có đánh ra kiếm quang, có đánh ra đao khí, có tế ra một chiếc hương cổ, thần quang lóng lánh, có tế ra thiên la tán, trên những món bảo vật này đều tỏa ra khí thức đáng sợ. Thì ra không chỉ có một mình lang hàn có thể chống cự áp lực nơi này, nơi này không thiếu thiên tài vô cùng cao minh, bọn họ chắc chắn có át chủ bài kinh người. nhưng trước đó không ai biết có người phối hợp với mình hay không. một kích chú đỉnh có thể giết trúc cơ, bởi vậy bọn họ đều ẩn nhẫn, chờ đợi cơ hội tốt nhất. hiện tại đã có lang hàn xuất thủ trước, tương đương với thổi kèn hiệu sung phong, những người còn thừa lực xuất thủ đều vận dụng át chủ bài của mình. lam tộc đại tế tự lộ ra một vẻ thận trọng, những người còn có năng lực xuất thủ đều là thiên tài nhị tinh trúc cực cơ. một đấu một, hắn không quan tâm tới bọn họ đến hiện tại hắn vẫn có vài phần xem thường, bởi vì có áp chế nơi này nên hắn cao gối không lo, hắn cũng thu tiên đỉnh lại, đã mất đi tầng áp chế này, 12 tên đối thủ chỉ ít còn bảo lưu lại bảy thành chiến lực. 12 trúc cực cơ, hơn nữa ít nhất cũng là thiên tài nhị tinh, bọn họ cùng sử dụng pháp khí tiến hành oanh kích, cho dù lang tộc đại tế tự là chú đỉnh cảnh cũng cần cẩn thận, nếu không, hắn có khả năng lật thuyền trong mương. Hắn hừ một tiếng, gõ quải trượng nặng nề, ông, một cơn sóng năng lượng dùng hắn làm trung tâm bao phủ bốn phía. 12 đạo công kích đánh tới từ các hướng khác nhau, tất cả đều dừng lại khi va chạm với sóng năng lượng kia. Vẫn chưa được, chú đỉnh cảnh quá mạnh, cho dù đối phương chỉ tu ra một đỉnh. Xoát, một tia sáng xuất hiện, nó dùng vận tốc gấp 30 lần âm thanh tấn công lang tộc đại tế tự, một ngựa tuyệt trần, như tráng sĩ không trở về. chương 4176, lật bàn, mọi người vốn tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy tia sáng này, nội tâm bọn họ ngưng trọng. Có thể thành công sao? Lang tộc đại tế tự cười lạnh, chỉ là ám khí cũng nghĩ gây tổn thương cho hắn. Quá ngây thơ rồi, hắn tùy ý gõ một cái, hắn muốn vươn tay bắt lấy tia sáng, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một viên ngọc trắng. Nhưng tay của hắn mới vừa vặn chạm vào ngọc thạch, sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Thật nặng, quá nặng đi, sao lại có thể như vậy, thứ này chỉ lớn bằng quả đấm, tại sao có thể có trọng lượng kinh khủng như vậy? Tại sao đồ vật nặng như vậy lại có thể bay nhanh như thế? Đừng nói chúc cơ không được, cho dù hắn là chú đỉnh cảnh cũng không thể nào làm được. Hắn chủ quan nên hỏng việc, nhưng bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn rồi, bốp, tay phải của hắn hóa thành mưa máu, sau đó Ngọc Thạch không ngừng chút nào, tiếp tục va chạm về phía trước, ba ba ba, xương cốt cánh tay hắn nổ tung, mưa máu bay tán loạn. Chuyện vẫn chưa xong, cả cánh tay của hắn bị tảng đá đụng vỡ nát, viên ngọc vốn nặng vạn cân, lại dùng vận tốc hơn 30 lần vận tốc âm thanh bay tới, chỉ trong nháy mắt trọng lượng đến mức khó tin. Chú đỉnh cảnh thì như thế nào, bí lực hộ thể không thể ngăn cản nổi, toàn bộ cánh tay phải của lang tộc đại tế tự đã hóa thành mưa máu, nửa người bên phải biến mất, hiện tại chỉ có máu tươi chảy ra ngoài, hình tượng đặc biệt khiếp người. Một khích của thiên văn ngọc mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nhưng từ việc này vẫn có thể nhìn thấy chú đỉnh cảnh cường đại, hắn sử dụng nhục thân ngăn cản thiên văn ngọc nhưng chỉ đứt cánh tay phải, ít đi một nửa thân thể. Nếu đổi thành người có tu vi trúc cơ, có lẽ toàn thân sẽ hóa thành mưa máu thiên văn ngọc có vận tốc hơn 30 lần tốc độ âm thanh, lực phá hoại có tính chất hủy diệt. Mọi người đều vui mừng, mặc dù không thể giết được lang tộc đại tế tự, đối phương mất đi một nửa thân thể, hiển nhiên cũng bị trọng thương. a à, lang tộc đại tế tự gào thét thảm thiết, hắn có tức giận và không cam lòng, phần nhiều là hối hận. Hắn quá bất cẩn cho dù những người này bị hắn áp chế, cũng sắp lấy được thánh nhân truyền thừa, bởi vì hắn chờ đợi suốt mấy trăm vạn năm, khó tránh khỏi bị kích động trong nội tâm làm mất đi tính cẩn thận vốn có còn có một nguyên nhân khác mặc dù hắn có mẫu thân là người ngoài nhưng dù sao lại chưa từng đi ra ngoài làm sao có thể biết pháp khí niệm lực như thiên văn ngọc có khả năng hắn đã biết nhưng không lưu lại ấn tượng gì trong lòng tóm lại tất cả đều tạo thành hậu quả hiện tại và hắn nuốt quả đắng ngươi là ngươi hắn để mắt tới lăng hàn chính tiểu tử này ném khối ngọc thạch kia làm hắn trọng thương thiếu đi một cánh tay mất một nửa thân thể đây là tàn tật vĩnh viễn trừ phi hắn có thể đạt được tiên dược thánh cấp mới có thể gãy chi phục sinh, hoặc hắn đạt tới cảnh giới cực cao có thể tích huyết trọng sinh. Nhưng hai biện pháp này quá mức xa vời với hắn, giết tiểu tử chết tiệt này, một tên, hai tên, ba tên, những người đồng loạt ra tay cùng lang hàn lúc trước cũng lao ra, hiện tại lang tộc đại tế tự đã cực kỳ suy yếu, 12 người bọn họ liên thủ vô cùng có khả năng áp chế đối phương. Một bầy kiến hôi, lang tộc đại tế tự quát lớn một tiếng, hắn cố chịu đựng đau đớn kịch liệt, hắn vận dụng tiên đỉnh áp chế, lúc này huy áp xuất hiện, tiên đạo cơ thạch của mọi người áp chế, khó mà phát huy ra toàn lực. Hắn hận, nếu mình vẫn bảo trì cảnh giác, sử dụng tiên đỉnh tiến hành áp chế, như vậy làm sao gặp chuyện ngoài ý muốn. Giết, lang hàn lao ra đầu tiên, thân thể hắn như rồng, đôi tay tấn công lang tộc đại tế tự. Bình thường hắn khẳng định không phải đối thủ của cường giả chú đỉnh, nhưng bây giờ chú đỉnh cảnh chỉ mới tu ra một đỉnh, lại bị bí cảnh này áp chế tính trưởng thành, chiến lực tuyệt đối còn thấp hơn chú đỉnh phổ thông trọng yếu nhất chính là đối phương hiện tại còn bị trọng thương chiến lược sụt giảm từ đó lăng hàn có tin tưởng hắn có thể đánh một trận chết lang tộc đại tế tự vung một trào tấn công lăng hàn năm đạo khí kình xẹt qua như kiếm mang phốc nắm đấm lăng hàn bắn ra máu tươi tung tóe đồng thời lực lượng hùng hậu đẩy hắn lui về phía sau lăng hàn cũng phải thổn thức hắn đã mở màn sáng tinh thần ra hắn còn dùng tới yêu hầu quyền nhưng không địch lại lang tộc đại tế tự đã bị trọng thương đến nỗi bị đối phương đánh một kích xé rách màn sáng tinh thần, đủ để chứng minh tranh lệch to lớn giữa chúc cơ cùng chú đỉnh. Lang tộc đại tế tự thừa thắng truy kích, hắn hận lang hàn thấu xương. Oanh, 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 11 người khác cũng phát động công kích, đương nhiên bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn lang hàn bị oanh sát, bằng không kết cục của lang hàn chính là kết cục của bọn họ. Hiện tại bọn họ nhất định phải đồng hội đồng thuyền, chiến chiến chiến, 12 tên trúc cơ thiên phú cực cao liên thủ chiến một tên chú đỉnh. Ngay cả như vậy Lam tộc đại tế tự vẫn chiếm hết thượng phong. Bị tiên đỉnh áp chế, trừ Lam Hàn ra, không ai có thể phát huy ra một nửa chiến lực, dù Lam tộc đại tế tự chịu trọng thương, bọn họ vẫn chỉ có miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Nhưng đây cũng là việc làm mọi người vui mừng, bởi vì Lam tộc đại tế tự chịu trọng thương, hắn đang đổ máu không ngừng, chỉ cần không được trị liệu, cho dù hắn là chú đỉnh thì như thế nào, khẳng định phải chết. Cho nên chỉ cần 12 người Lăng Hàn có thể kiên trì nổi, cuối cùng nằm xuống nhất định chính là lang tộc đại tế tự. Hơn nữa lang tộc đại tế tự cũng đã nói, một ngày sau bí cảnh sẽ vỡ nát, bọn họ có thể rời đi. Chỉ cần có thể ra ngoài, chú đỉnh tính là cái gì. Cho nên nhất định phải chịu đựng. Hiển nhiên lang tộc đại tế tự cũng biết điểm ấy, công kích của hắn càng ngày càng điên khùng, muốn oanh sát 12 người trước mặt. Chỉ cần có thể làm được việc này, nơi này vẫn do hắn làm chủ, thánh nhân truyền thừa cũng rơi vào trong tay hắn. Lang nhân biến, hắn hét lớn một tiếng, lông dài trên thân thể mọc dài ra còn bành trướng cực nhanh hắn lớn hơn trước không ít triệt để lang hóa lang tộc đại tế tự gầm thét hắn lại vung móng vuốt lực công kích tăng vọt hắn không phải lang tộc thuần túy bởi vậy không cách gì bảo trì trạng thái lang nhân biến nhưng vào lúc biến thân chiến lực của hắn lại được cường hóa kinh người lang hàn hừ một tiếng phát động chiến thần tam thức trọi cứng với lang tộc đại tế tự oanh 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 hắn xuất ba thức liên tục chiều chiều đều bạo phát chiến lực mạnh hơn hắn hiện tại rất nhiều, mặc dù vẫn không địch lại lang tộc đại tế tự nhưng có thể chống đỡ lực bạo phát của đối phương, từ đó chiến ý của lang tộc đại tế tự giảm mạnh. Người một người khác cũng xuất việt chiêu giảm bớt áp lực cho lang hàn, kể từ đó cuối bọn họ vẫn có thể ngăn cản lang tộc đại tế tự bộc phát. Không, lang tộc đại tế tự gầm thét, hắn cực kỳ không cam lòng. Hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, chuẩn bị không biết bao nhiêu vạn năm, mắt thấy thánh nhân truyền thừa xuất thế nhưng hắn lại chết hắn không cam tâm, không cam tâm. Chương 4177, chém đầu. Lang tộc đại tế tự liều mạng, nhưng hắn là bán lang nhân, nắm giữ kỹ pháp có hạn, cho dù nghĩ liều mạng cũng liều không được. Hắn vung quải trượng lên, đây đúng là một kiện pháp khí, nhưng đó là cổ dương thánh nhân thiết lập cho hắn điều khiển trận pháp cấm chế nơi này, nó chỉ có thể trợ giúp rất nhỏ trong phương diện chiến đấu. Bởi vậy mặc dù hắn liều mạng nhưng chiến lực cũng không có tăng lên. Cố lên, hắn đã nỏ mạnh hết đà, chém lão già chết tiệt này, lại muốn giết chúng ta, thật sự buồn cười. Mọi người đều cười lạnh, bọn họ có ai không phải xuất thân cao quý, hiện tại suýt bị một lão lang nhân thấp kém để tiện chém giết, cho nên nội tâm sinh ra thù hận rất lớn. Các ngươi đều đáng chết, chết hết cho ta. Lang tộc đại tế tự gầm thét, hắn không ngừng vung vẩy quải trường, cũng đánh ra một đạo năng lượng màu đen có lực phá hoại cực mạnh. Dù sao hắn cũng là chú đỉnh, chẳng những tiên đỉnh có thể áp chế trúc cơ, lực sát thương của bí lực cũng cao hơn một đoạn hắn liều mạng như vậy, mọi người không dám đón đỡ, đều tạm tránh mũi nhọn, chỉ vây khốn đối phương và chậm rãi tiêu hao. Ngược lại, cho dù hao tổn lang tộc đại tế tự đến chết hay bí cảnh tan vỡ, tất cả mọi người đều rời đi, đối với mọi người mà nói đều là tin tức tốt. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt, lang tộc đại tế tự đã không còn cái dũng như ban đầu. Thương thế của hắn quá nặng, đây cũng không phải là mất đi một nửa thân thể đơn giản như vậy, mà là bị pháp khí niệm lực thiên văn ngọc đánh trúng, trong vết thương cũng có hiệu quả phá hư, ngăn cản thương thế khép lại. Bởi vậy lang tộc đại tế tự không ngừng chảy máu, mỗi một giây qua đi, thương thế của hắn sẽ nặng hơn một phần. Lực lượng liều mạng cũng làm hắn giật gấu vá vai, cùng chết với ta, hỗn đản. Lang tộc đại tế tự để mắt tới lăng hàn, nếu không phải người này đánh nổ nửa người của mình, hắn làm sao có khả năng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Đều là vì người này, cho nên nếu như hắn sắp chết, hắn cũng phải lôi kéo lăng hàn chôn cùng hắn lao tới với tốc độ cực nhanh, hắn bị thù hận che mở lý trí, cũng thiêu đốt tất cả tiềm lực. Lăng Hàn thong dong tỉnh táo, hắn phát động chỉ xích thiên nhai, xèo, hắn lùi lại cực nhanh. Lang tộc đại tế tự buồn bực phát hiện chút cơ cảnh lại có tốc độ không thua gì mình. Làm sao có thể, nhưng hắn là chú đỉnh, dù bị trọng thương cũng là chú đỉnh, tại sao tốc độ của hắn không thể nghiền áp Lăng Hàn. Quả nhiên nhân loại này là quái thai, đã thương nặng mình không tính, còn có thể ngăn cản hắn báo thù hắn bất đắc dĩ nhìn lăng hàn vẫn bảo trì khoảng cách với hắn hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết của mình không ngừng suy bại sức sống đang trôi qua cực nhanh hắn sắp chết không 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 hắn ngửa mặt lên trời và gào thét thật to đây là tâm tư tích tụ nhiều năm chuẩn bị nhiều năm nhưng hiện tại chẳng khác gì lấy giỏ chút múc nước hắn thật sự không cam tâm nhưng không cam tâm thì có ích lợi gì ầm hắn đã không đứng vững bước đi lảo đảo và nặng nề té xuống mặt đất xoát 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 một đạo công kích chém tới tất cả mọi người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú không ai tự thân lên trước đều dùng công kích từ xa đánh tới mặc dù lực sát thương suy yếu nhưng thắng ở an toàn phốc 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 lang tộc đại tế tự thừa nhận tất cả công kích thân thể cao lớn xuất hiện từng vết thương và xé rách thân thể hắn lộ ra xương trắng và nội tạng hắn thực sự không được lão quỷ có người đi về phía trước và chém một cái bốp đầu lâu lang tộc đại tế tự bị chém xuống lần này lão lang người tuyệt đối chết hoàn toàn Mọi người thở ra một hơi, chỉ cảm thấy sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi. Dù sao cũng là chú đỉnh muốn giết bọn họ, hơn nữa thiên thời địa lợi đều có lợi cho lang tộc đại thế tự, nếu không phải lăng hàn bắn một phát súng đầu tiên rất đẹp, có lẽ bọn họ sẽ bỏ mạng vào hôm nay. Lang huynh, đa tạ, lăng hàn, ta thiếu người một cái mạng, có rất nhiều người thẳng thắn, bọn họ gật đầu ra cảm tạ lăng hàn, nhưng cũng có chút người giả bộ hồ đồ, cũng không có phản ứng gì. Trong lòng bích tiêu công chúa đắc ý, người khác càng tán thưởng lăng hàn, nàng càng cao hứng, còn dễ chịu hơn tán dương nàng. Vị này là tẩu tử đúng không? Có người tươi cười chào hỏi bích tiêu công chúa. Nha, Lăng Huynh, con gái của ngươi đã lớn như vậy. Hắn nhìn lục hoa và cười nói với Lăng Hàn. Nha, bị người hiểu lầm. Bích tiêu công chúa cảm thấy gương mặt đỏ lên, nhưng quỷ thần xui khiến thế nào mà nàng cũng không biện bạch, ngược lại thầm chấp nhận việc này. Lăng Hàn còn muốn nói rõ một chút, dù sao bích tiêu công chúa là hoàng hoa khuê nữ, không thể hủy thanh danh. Oanh! nhưng hắn còn chưa mở lời toàn bộ hang núi đã run lên sau đó chấn động mạnh mẽ không dừng lại bí cảnh sắp hỏng mất chẳng lẽ lão lang nhân không có nói sai thực sự có người đạt được thánh nhân truyền thừa cho nên bí cảnh sắp vỡ nát rồi cũng không nhất định có lẽ lão lang nhân cho rằng mình đã nắm giữ tất cả nói không chừng chính cổ dương thánh nhân bảo hắn như vậy các người nghĩ xem ai cũng có một bản cổ dương thiên kinh vị thánh nhân này thích chơi đùa cỡ nào cũng phải vào lúc tất cả mọi người nói chuyện oanh lực lượng to lớn vang lên tất cả mọi người không thể địch nổi xèo bọn họ cảm thấy hoa mắt giống như tiến vào một thông đạo kỳ dị trước mắt sáng ngời cảnh tượng mỹ lệ xuất hiện không chờ bọn họ nhìn rõ ràng bọn họ đã ngã ở lối đi a à, bọn họ đã ra khỏi yểm nguyệt bí cảnh đi tới địa phương tiến vào lúc đầu hiu 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 lúc này có rất nhiều người bay tới có thánh nhân truyền thừa có người hỏi đứng trên bầu trời thất sư huynh chúng ta đều bị chơi sỏ một người trẻ tuổi dâng lên một cuốn Cổ Dương Thiên Kinh trong bí cảnh. Trên bầu trời có người hạ xuống, cầm lấy Cổ Dương Thiên Kinh lật xem một lúc, hắn dở khóc dở cười. Đây là một bản công pháp lưu truyền rất phổ thông, gọi là Phổ Dương công, phẩm giai cực thấp. Chỗ của ta có một bản, lại có người lấy ra một quyển Cổ Dương Thiên Kinh, đây là Phất Lâm thập bát thức, tiên thuật rất cấp thấp. Mọi người cùng lấy Cổ Dương Thiên Kinh do mình chiếm được và giao cho tiền bối sư môn hay là gia tộc kết quả cũng giống nhau, đó là tiên thuật vô cùng phổ thông. Lăng Hàn lại im lặng phát tài, nếu hắn nói cổ dương thiên kinh chân chính nằm trong đầu hắn, có lẽ hắn sẽ bị đám đại năng bắt lấy siêu hồn thuật. Hắn yên lặng trở ra, dẫn theo bích tiêu công chúa và lục hoa quay lại đế đô. Nơi này là địa bàn huyền Bắc Quốc, có trần phong viêm, đám người này có gan cũng không dám làm gì, dù sao vượt tinh cầu đến nơi này, người mạnh nhất cũng chỉ là sinh đan. Lăng Hàn an toàn quay trở về đế đô, Hắn bắt đầu sửa tu công pháp cổ Dương Thiên Kinh, hắn có cảm giác phát thai hoán cốt. Không hổ là công pháp thánh nhân, quá trâu bò. Chương 4178, tinh không đệ nhất nhân. So với trước đó, tốc độ tu luyện của Lăng Hàn đã tăng lên 50 lần. Hắn đã vượt qua tiểu cảnh giới, không dựa vào ngoại lực cũng cần thời gian 10 năm mới đột phá. Hiện tại chỉ cần 2-3 tháng mà thôi. Công pháp thánh nhân quá trâu bò kỳ thật lăng hàn dựa vào ngân long ngư cùng thanh mộc bổ linh đan cũng có thể đạt tới chúc nhân cơ đỉnh phong trong mấy tháng từ điểm đó cũng có thể thấy được đại nhật liên hoa quyết trước đó kém cỏi thế nào còn kém hơn cả đan dược và thiên tài địa bảo nhiều hiện tại so sánh với nhau đủ thấy công pháp thánh nhân cường đại tin tức tốt liên tục tới đám người lâm lạc chu hằng cũng vượt qua tiên môn bước vào chúc cơ cảnh lăng hàn hỏi một câu bọn họ đã vượt qua tiên môn là thanh đồng bạch ngân và hoàng kim nhưng không nhìn thấy tiên môn viễn cổ Quả nhiên trong cơ thể không có vị diện thì không thể gặp được tiên môn thứ tư. Dù là như thế, sức chiến đấu của đám người Lâm Lạc cũng cực kỳ kinh người, ít nhất là thiên tài tứ tinh. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn truyền cổ dương thiên kinh cho đám người Lâm Lạc, những người này là người nhà đáng tin cậy, Lăng Hàn hy vọng bọn họ cường đại, về sau mỗi người đều có thể giúp đỡ chính mình. Đám người Lâm Lạc cũng không khách khí, ngược lại đã tiếp nhận quá nhiều ân huệ từ Lăng Hàn, cũng không thiếu chút ân tình này. Bọn họ là người một nhà chân chính người một nhà cần khách khí với nhau sao? Lăng Hàn mỉm cười, có được cổ dương thiên kinh quá kịp thời, đám người lâm lạc đều là thiên tài trong thiên tài, có công pháp thánh nhân, tương lai của bọn họ bất khả hạn lượng. Nữ hoàng, hổ nữ và đại hắc cầu cũng đã tới tầm bí cảnh, chỉ cần mở toàn bộ khiếu huyệt trên người, bọn họ có thể sung kích trúc cơ. Tất cả đều tốt đẹp, tiểu la lị cũng quay về, nàng một hơi mua trên trăm liên tiếp khí, theo nàng nói, ngược lại đã đi một chuyến, chỉ mua mấy cái thì quá xin lỗi nàng nhiều cũng tốt, Lăng Hàn cũng cầm một kiện, sau đó cho đám người lâm lạc một kiện, nữ hoàng cùng hổ nữ cũng có, nhưng các nàng vẫn chưa bước vào tiên đồ, hiện tại không cần cũng được, thứ này cần tinh thần lực vô cùng cường đại trèo trống, cho nên chỉ ít cũng phải là trúc cơ mới được. Hắn tràn đầy phấn khởi, đeo liên tiếp khí lên, thứ này 10 phần nhỏ bé, chỉ lớn chừng hạt gạo, có thể giấu trong tóc, còn có thể giấu trong mắt, vô cùng thuận tiện. Sau khi đeo lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Liên tiếp khí hiện tại cũng không liên kết với bất cứ sinh linh gì, kiểm tra người đeo cũng không có bất cứ số tài khoản nào, xin hỏi có sáng tạo tài khoản mới. Có, Lăng Hàn dùng ý thức nói, dùng sáng tạo linh đài sáng tạo số tài khoản, âm thanh kia dừng một lúc và nói, tài khoản đã thành lập, người có thể cho mình một cái tên. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, tinh không đệ nhất nhân, âm thanh kia không có đáp lại, mà là một lát sau mới dùng khẩu khí nghi hoặc hỏi. Có thật ngươi muốn sử dụng tên này, đương nhiên, Lăng Hàn cười nói, ngược lại chỉ là một danh hiệu mà thôi. Tinh không đệ nhất nhân, Lăng Hàn suy nghĩ cũng không có gì, hy vọng ngươi xứng với cái tên này. Giọng nói nói một câu rất có nhân tính, Lăng Hàn kinh ngạc, a, à, ngươi còn có tình cảm, âm thanh kia khôi phục lạnh lùng, ta chính là linh hồn kết nối tinh tế, do tứ phương đại đế sáng tạo, có tính công bình tuyệt đối, mỗi một cái tên và tư liệu của người đều được giữ bí mật, chỉ cần ngươi không chọn công khai thì tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Lăng Hàn cười ha ha, hắn tin tưởng tính bí mật của mạng lưới tinh tế, dù sao vận hành nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có người nào nói thường ra để lộ bí mật dẫn đến xảy ra chuyện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mọi người lựa chọn kết nối tinh võng, thứ này có thể giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng Linh hồn Tinh Linh chỉ nói tính công bằng, lại tránh đề tài tình cảm, thật thú vị. Lăng Hàn cũng không truy hỏi đến cùng, rốt cuộc mình cũng có số tài khoản, có thể phát tài. Ta muốn đi sân thi đấu tinh tế, Lăng Hàn dùng ý thức nói xèo ý thức của hắn giống như vượt qua vô số khoảng cách phía trước hắn xuất hiện và thành nguy nga bởi vì tiến vào sân thi đấu đều là linh hồn thực thể sẽ tiêu hao năng lượng cho nên cần thu phí tổn âm thanh tinh linh vang lên lần nữa mỗi dừng lại một ngày thu phí một tinh tế tệ không đủ một ngày cũng tính là một ngày khốn kiếp đoạt tiền sao trong tay lăng hàn cũng không thiếu đạo thạch nhưng hắn chưa đi tới điểm hối đoái thường ra đổi thành tinh tế tệ hắn có thật sự rất nghèo giúp ta tăng thêm hảo hiếu Lăng Hàn nói, hắn báo ra số tài khoản của Lâm Tầm. Đã gửi đi xin hảo hữu, mời chờ đợi, chỉ một hồi, Lăng Hàn liền thu được một cái nhắc nhở, hảo hữu của hắn được thông qua. "Lăng huynh, là ngươi sao?" Âm thanh của Lâm Tầm truyền tới. Đây đương nhiên là ý thức, thông qua không biết bao nhiêu không gian. Lăng Hàn gật đầu, "Là ta." Thời điểm hắn lựa chọn hảo hữu cũng lựa chọn ẩn giấu tên, bởi vậy bên phía Lâm Tầm cũng chỉ nhìn thấy số tài khoản của Lăng Hàn, đây chính là con số cực dài bởi vì từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người tiến vào số tài khoản dài tới mức giận sôi người nhưng mà lăng hàn cũng ghi chú dưới thông tin xin hảo hữu ta là lăng hàn cho nên lâm tầm mới có thể trước tiên thông qua đương nhiên lâm tầm còn phải xác định một chút hai người mở ra video thông tin lúc này hai người cùng tiến vào một cái phòng có thể thấy rõ đối phương nhưng lại ở trong phòng giả lập ngươi bây giờ có số tài khoản chính mình ta sẽ gửi tiền cho ngươi lâm tầm cũng quá thông minh không cần lăng hàn nói cũng biết dụng ý của hắn lăng hàn cười cười phiền toái ngươi khách khí với ta cái gì lâm tầm nói xong sau đó chuyển toàn bộ tiền vào trong tài khoản lăng hàn không nhiều là mấy trăm tinh tế tệ nhưng với tư cách tài chính khởi động lăng hàn cảm thấy đã đủ rồi vậy ta đi trước về sau sẽ liên lạc lại lăng hàn vội vã đi tới đấu trường được lâm tầm gật gật đầu lăng hàn cắt đứt liên hệ sau đó lại nói tiễn ta đi sân thi đấu lúc này Hắn có tiền, khấu trừ một cái tinh tế tệ sau đó tiến vào sân thi đấu. Hắn đi vào trong một gian phòng, gian phòng không có vách tường, có thể nhìn rõ bên ngoài là một sân thi đấu trống rỗng. Người mới, đầu tiên phải làm quen quy tắc. Âm thanh tinh linh vang lên, ba ba ba, chỉ thấy một đống sách từ trên trời giáng xuống. Tinh linh có ý chí nhất định, nó cũng biết ngạo kiều. Bây giờ ta là ý thức thể, ngươi không thể trực tiếp truyền thâu quy tắc cho ta sao? Lăng Hàn nhổ nước bọt một cái, sau đó cầm sách lên xem, những tài liệu này hóa thành ý thức lưu tiến vào trong thức hải của hắn. chương 4179, Khai Chiến, trong sân đấu chia làm hình thức xem cuộc chiến, hình thức lôi đài và tinh cấp chiến. Hình thức xem cuộc chiến là ngồi trong phòng sau đó người có thể xem tất cả trận đấu đang tiến hành, hoặc muốn tiến hành chiến đấu, nếu như muốn xem cứ lựa chọn là được. Nếu như cuộc chiến đấu này không có hình thức thu phí thì có thể tùy ý quan sát, nhưng nếu là hình thức thu phí lại cần giao tiền mới có thể quan sát nếu như ngươi xem một nửa và lui ra ngoài, lúc đi vào vẫn sẽ bị thu phí. Hình thức lôi đài lại phân hai loại, một là hình thức đài chủ, chính ngươi xây dựng lôi đài, từ đó cho người ta tiến vào khiêu chiến, hai là hình thức khiêu chiến, người đi tìm đài chủ khiêu chiến. Không quản là hình thức đài chủ hay hình thức khiêu chiến đều có thể chia nhỏ ra, ví dụ như cảnh giới tương đương, ví dụ như một đấu một, hay là nhiều đấu nhiều. Đương nhiên, đối với tất cả mọi người, trọng yếu nhất chính là tinh cấp chiến, bởi vì chỉ có thể thông qua chiến đấu như vậy thu hoạch được điểm tích lũy đẳng cấp, tiến hành bài danh. Trước đó nói người nào đó có bài danh 8 vạn, 20 mấy vạn đều dựa vào kiêu chiến tinh cấp. Tâm niệm lang hàn vừa động, trước mặt xuất hiện bình chứa ngư cấu, phía trên có ba hạng tuyển chọn, theo thứ tự là hình thức xem cuộc chiến, hình thức lôi đài và hình thức tinh cấp. Thời điểm tinh linh dẫn dắt vào trong sân thi đấu, những thứ khác cũng chỉ có thể do chính mình thao tác, cũng may đây là thế giới tinh thần, cho dù đã từng có chút vấn đề nhỏ nhưng cũng sớm chữa trị. Lăng Hàn không có khả năng dùng tiền xem người khác đánh nhau, hắn đến là để kiếm tiền. Bởi vậy hắn quả quyết lựa chọn hình thức lôi đài, hắn lựa chọn chính mình làm đài chủ, thiết lập một cái, tiến vào trong khiêu chiến cần giao một cái tinh tế tệ, mà nếu như thua sẽ phải thanh toán 10 tinh tế tệ. Đương nhiên, Lăng Hàn thua cũng giống như vậy, hắn sẽ bồi đối phương 10 cái tinh tế tệ. Tiền đặt cược trực tiếp vạch ra trên đài, ai tiến đến cũng sẽ bị vạch trước 10 tinh tế tệ, người nào thắng liền về ai. Hố cha chính là, cho dù ai thua ai thắng, tinh bình đài sẽ thu đi một phần vạn phí thủ tục. Nhìn như không nhiều, nhưng mỗi ngày, mỗi khắc không biết có bao nhiêu người đang tiến hành dạng đánh cược này, từ đó có thể thấy số lượng kinh khủng của nó. Hơn nữa Lăng Hàn mở lôi đài cũng bị khấu trừ một cái tinh tế tệ, đây là thứ thu đi không trở lại. Lăng Hàn chờ đợi, luôn không thấy có người tiến đến khiêu chiến. Hắn bước ra diễn đàn sân thi đấu, dự định hỏi một chút là gì tình huống. a à, hắn kinh ngạc, bởi vì hắn thấy một thiếp chủ đề viết, kinh nghiệm một ngu ngốc, thiết lôi khiêu chiến mà còn muốn tiền. Ách, không phải nói chính mình sao? Lăng Hàn đưa tay nhìn lên màn hình ảo một chút, hắn mở thiệp ra. Có ba người viết như thế quả nhiên là nhầm vào hắn, cũng chào phúng hắn, nói một người mới còn dám mở lôi đài thu tiền, bị tiền làm mờ mắt. Kỳ thật khiêu chiến người khác phải trả tiền, đây cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nếu không trong sân đấu cũng sẽ không có thiết lập cái dạng này. Chủ yếu là, hắn là một người hoàn toàn mới lại không có chiến tích gì, ai sẽ tới khiêu chiến hắn chứ? Như thế à, Lăng Hàn gật gật đầu, hắn là hình thức đại chủ, tiến vào hình thức khiêu chiến. Hắn bắt đầu tìm kiếm đối thủ xứng đôi, chú đỉnh vào, tìm kiếm đồng đạo sinh đan cảnh luận bàn một hồi, có đạo hữu chân ngã cảnh đỉnh phong hay không, ngồi đợi. Trên màn hình ảo có từng lôi đài, thiết lập điều kiện tiếp thu khiêu chiến, cảnh giới gì, có thu phí hay không, đánh cược hay không. Lăng Hàn tiến hành tuyển chọn, hắn lựa chọn trúc cơ cảnh, lúc này toàn bộ tin tức khiêu chiến cảnh giới khác đều biến mất. Trúc cơ cảnh vào, chúng ta luyện một chút, trúc cơ, đẳng cấp bài danh chừng 3 ngàn vạn vào. Đẳng cấp bài danh 5 ngàn vạn vào, lang hàn nhìn một chút, dựa vào, cơ bản đều cầu đẳng cấp bài danh. Như vậy phải đánh tinh cấp trước đã, lang hàn gọi ra màn hình ảo, lựa chọn khiêu chiến đẳng cấp, lập tức nhận được tin tức nhắc nhở đang tìm đối thủ, dự tính chờ đợi thời gian 1 giờ. Dựa vào, lâu như vậy, được rồi, đi khiêu chiến trước đã. Lăng Hàn tuyển một lôi đài không có yêu cầu, duỗi ngón tay nhấn vào màn hình, thân thể hắn hóa thành hào quang, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong sân đấu to lớn. Một người trẻ tuổi cao lớn đứng đối diện, nhìn qua cũng rất anh tuấn, nhưng bày ra dáng vẻ như vậy là ngụy trang, giống như Lăng Hàn hoàn toàn biến thành kẻ khác. Bằng không chỉ dựa vào danh hiệu không thể hoàn toàn che giấu tin tức. Ha ha, tinh không đệ nhất nhân, người kia sững sờ, hắn cũng phát hiện danh hiệu của Lăng Hàn, đúng là dám nói, hắn xem thành tích của Lăng Hàn. Phân đẳng cấp, không bài danh 1 tỷ 28 ngàn 65 vạn 3 ngàn Chiến đấu biểu diễn, không, thắng bại, không thắng, không thua, không hòa. Sập, thì ra là người hoàn toàn mới, đây là lần đầu tiên chiến đấu của đối phương. Ha ha, đúng là nói khoác mà không biết ngược, một tân thủ lại dám lấy tên khoa trương như vậy. Người kia cười to, hắn giết về phía Lăng Hàn. Hôm nay, ta muốn giáo huấn người một chút, Ta sẽ cho người biết thế giới tàn khốc cỡ nào. Lăng hàn hoạt động thân thể, hắn còn chưa từng chiến đấu trong sân thi đấu, cần làm quen một chút. Hắn hiện tại là linh hồn thuần túy nhưng hắn cảm giác chiến lược của mình đã bị phục chế hoàn toàn, tiên thuật hay kỹ pháp gì vẫn có thể thi triển hoàn toàn, hoàn toàn không có chút vấn đề gì. Thủ đoạn của đại đế quá trâu bò, tiểu tử, người không phải tinh không đệ nhất nhân sao? Như thế nào, chỉ biết trốn sao? Người kia cười ha ha, chiều chiều ép sát lăng hàn cảm giác đã quen thuộc không kém bao nhiêu liền đưa tay đánh ra một quyền trực tiếp xuyên thấu phòng ngự đối phương ầm đối phương bị hắn đánh bay ra ngoài bốp người kia té lăn trên đất thân thể hóa thành ánh sáng biến mất tại chỗ đây là lần miểu sát đầu tiên của lăng hàn trong kết nối tinh võng đã mất đi tư cách tái chiến xeo lăng hàn cũng lui ra khỏi khu vực chiến đấu tiến vào trong phòng trước đó nơi này bố trí đều là như thế ai biết có thể tiến vào chung phòng hay không hắn nhìn chiến tích của mình một chút, đã là biến thành một thắng không thua không hòa, chỉ là phân tinh cấp kém tới mức đáng thương. Hắn còn chưa tham gia bài vị chiến, tự nhiên không có khả năng phân tinh cấp. Lại đến, hắn tra xét lần nữa, chỉ cần không cần phân đẳng cấp thì hắn liền đi vào, khai chiến. Trong cấp bậc trúc cơ này, hắn thực sự ít có đối thủ, một khi quen thuộc hình thức chiến đấu hiện tại, hắn đã cho thấy chiến lược vô địch. Bang, 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 hắn một đường dễ như trở bàn tay, không ai có thể địch nổi một quyền của hắn, trong 10 phút ngắn ngủi, hắn liền đánh bại 11 đối thủ. Lần này hắn cũng có chút danh tiếng trong sân thi đấu. Kinh nghiệm cao thủ thần bí, 11 trận khiêu chiến toàn thắng. Có người lập một bài viết, lập tức dẫn phát rất nhiều người bàn tán sôi nổi.